Hello, chào các bác nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Số điện thoại thì em để ở hai góc dưới màn hình đây, hai góc dưới màn hình thì các bác có thể liên hệ trực tiếp để được tư vấn nhé. Mã sản phẩm đầu tiên bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con máy xông tinh dầu nhá. Ở đây nó sẽ là một con máy như này. Đấy. Thì khi các bác về nhận được hàng thì các bác đổ nước vào đây cho em và bật đèn lên nhá, bật đèn lên. Đấy là nó sẽ phun tinh dầu như này các bác này. Đấy, nó sẽ phun tinh dầu như này. Thì các bác cho nước vào đây, sau đó thì nhỏ cho em một hai giọt tinh dầu vào đây nhá. Đấy là nó sẽ phun tinh dầu cho các bác này. Đấy, hơi tinh dầu nó sẽ xịt ra đây các bác này. Con này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhá. Các bác vừa dùng là máy sinh xông tinh dầu, xông phòng thơm cho gia đình này, cho nhà cửa nhà mình này. Rồi là vừa làm đèn ngủ luôn. Đấy, nó có rất là nhiều các cái chế độ sáng khác nhau nhá. Rất nhiều các cái chế độ đèn khác nhau rất là đẹp luôn. Đó thì con này giá của nó sẽ là 250 nghìn nhá. 250 nghìn. Lên mã giúp cho em đó là, các bác lên mã giúp cho em đó là máy xông tinh dầu. Đấy, máy xông tinh dầu này. Máy xông tinh dầu nha. Máy xông tinh dầu này. Đó. Giá của nó sẽ là 250k nha. 250k cho con máy xông tinh dầu như này. Con này nó sẽ là hàng cao cấp cho các bác luôn. Hàng cao cấp này. Đấy. Vỏ của nó là vỏ vân gỗ rất là đẹp này. Đấy, tinh dầu nó xông ra như này. Và buổi tối thì các bác có thể dùng làm đèn ngủ này. Đấy, khi mà tinh dầu nó xông ra như này thì các bác để trong phòng điều hòa thì thứ nhất là thơm và thứ hai là sẽ có cho các bác là gọi là độ ẩm luôn, độ ẩm cho phòng luôn thì dùng rất là thích nhá. Các bác chỉ cần nhỏ cho em là một hai giọt tinh dầu vào đây thôi. À, nó rất là thơm luôn nhá. Đấy. Lên cho em có đèn này, có điều khiển bật tắt này. Các bác có thể dùng điều khiển từ xa này để bật tắt cho em này. Đấy. Đây, bật tắt và rất là nhiều chế độ phun khác nhau nhá. Đó. Tiếp theo thì bên 250.000 nhá, lên cho em là đèn xông à máy xông tinh dầu nhá. Máy xông tinh dầu, giá sẽ là 250.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là dây ống nước nhá, dây ống nước thì combo cho các bác sẽ là 90 cành. 90 cành một bộ dây như này thì khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên thì nó sẽ có cho các bác là các cái đầu cút nối này. Đấy, sẽ có cho các bác là một đầu vòi xịt đồng này, hai đầu cút nối này và một đoạn dây nhá. Dây của nó là dây cao su và có đan vải bên ngoài như này nhá, có đan cước bên ngoài như này. Dòng này thì siêu dai siêu bền luôn. Các bác dùng để mình tưới cây rất là ok nhá. Giá sẽ là 90k nhá. Dây dài 10 mét nhá, 90.000 cho một cái bộ dây tưới cây như này các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó sẽ là, các bác lên mã giúp cho em đó là dây vàng tưới cây nhá. Đấy, dây vàng tưới cây. Giá của nó sẽ là, các bác lên mã giúp cho em đó là dây ống nước nhá. Đấy, lên cho em là dây ống nước 10 mét. Đấy, dây ống nước 10 mét, giá sẽ là 90k. Đó thì combo khi các bác nhận được hàng sẽ là một cái dây như này. Đấy, và có các cái đầu nguồn để các bác kết nối này để mình dùng để mình xịt rửa hoặc là tưới cây rất là ok luôn. Hai đầu cút cực kỳ là ngon luôn nhá. Hai đầu cút này. Đấy, một đoạn dây 10 mét này và kèm thêm cho các bác là một đầu vòi xịt luôn. Combo cho các bác như này, giá chỉ có 90 cành thôi. Lên cho em là dây ống nước này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là hút rửa bát loại to này. Đấy, hút rửa bát loại to. Cái này thì nó sẽ kèm thêm cho các bác một cái giá đỡ như này luôn. Đấy. Thì các bác lắp vào cái chậu rửa cho em để hút rửa bát nhá. Hút rửa bát loại to. Con này thì giá của nó sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho cái hút rửa bát loại to như này. Đấy. Thì con này có kèm cho các bác một cái giá đỡ luôn. Cái giá đỡ này thì khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ rời như này. Nó rời như này và về nhà các bác lắp vào đây cho em. Đấy, lắp vào đây cho em. Đấy, có thể xoay đi xoay lại này rất là ok này. Để các bác dùng để mình hút nước rửa bát này. Đấy, rất là chắc chắn nhá. Đấy. Cái này bằng nhựa thôi nhưng mà nó khá là dày dẫn chắc chắn luôn. Bằng nhựa nhưng nó khá là dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, các bác dùng để đựng gọi là các bác dùng để mình đựng bú rác các thứ vào đây. Đấy. Thì con này sẽ là 100.000. Lên cho em đó là hút rửa bát loại to nhá, sẽ là 100.000. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có cái hút rửa bát vòi hút rửa bát loại nhỏ đây. Cái này thì sẽ là bằng inox nhưng mà nó là loại nhỏ. Đấy. Bằng inox và loại nhỏ thôi. Đây, cũng có cả đầu vòi rồi gioăng giếc các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Đấy. Đầy đủ các cái chi tiết đi kèm như này nhá. Đấy, đầy đủ các cái chi tiết đi kèm như này. Đó. Thì con này nó sẽ là một cái vòi hút bằng inox và loại nhỏ nhá. Đấy. Các bác lên cho em là hút rửa bát loại nhỏ. Giá thì bên shop gửi tới các bác cái con loại nhỏ như này. Giá của nó sẽ là đi 60.000 thôi nhá. Đấy, con loại nhỏ này sẽ là 60.000.
Đấy, lên cho em là hút rửa bát loại nhỏ này. Đấy, hút rửa bát loại nhỏ, giá sẽ là 60.000. Còn con này nó sẽ là loại to nhá. Loại to là 100.000. Đấy thì có hai loại, loại nhỏ, loại to, các bác muốn lấy loại nào thì lấy thôi nhá. Đó, có hai loại như vậy. Hai kích thước để các bác lựa chọn nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái này thì các bác lên cho em là kệ kệ rẻ rửa bát nhá. Đấy, con này thì các bác xoáy vào cái đầu, cái xoáy vào cái ấy cho em. Đấy, các bác xoáy chặt vào cái vòi nước rửa bát cho em. Đấy, xoáy chặt vào cái vòi nước rửa bát cho em. Con này thì cực kỳ xịn sò và chất lượng luôn. Đấy, cái này của nó thì nó sẽ là bằng bằng thép các bác. Cái này bằng thép này, cái này bằng thép này. Bên dưới thì có cái giá đỡ này, có cái giá đỡ như này. Đó, lên cho em là kệ rửa bát nhá. Đấy, kệ rẻ rửa bát giá sẽ là 90.000. Đó, kệ rẻ rửa bát giá là 90.000 nhá. 90.000 cho cái kệ rẻ rửa bát như này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 15 cm, chiều rộng của nó thì tính phủ bì cũng vào khoảng là 12 cm. Đấy, có cái xoáy như này thì các bác chỉ cần xoáy vào cho em là xong nhá, nó rất là tiện luôn. Qua Giá này như này vào cái vòi nước rửa bát xong có thể để luôn rẻ rửa bát, bùi sắt vào đó chứ không cần để lên miệng bồn rửa như này nữa. Nước đọng lại trên miệng bồn rửa sẽ làm sinh sôi rất nhiều vi khuẩn. Để lên giá như thế này sẽ hạn chế được nước đọng lại trên rẻ rửa bát hay là bùi sắt. Nước từ rẻ rớt xuống sẽ được hứng bằng một cái khay, không làm bẩn mặt bàn hay bồn rửa. Hơn nữa chất liệu của nó cũng rất là tốt, nhìn đã thấy rất chắc chắn, thông dụng. Sử dụng được với hầu hết những vòi nước thông thường. Như vậy, hàng ngày bạn dọn dẹp bàn bếp sẽ không còn gặp trở ngại nữa. Gắn một cái giá như này vào cái vòi nước rửa bát xong có thể để luôn rẻ rửa bát, bùi sắt vào đó chứ không cần để lên miệng bồn rửa như này nữa. Nước đọng lại trên miệng bồn rửa sẽ làm sinh sôi rất nhiều vi khuẩn. Để lên giá như thế này sẽ hạn chế được nước đọng lại trên rẻ rửa bát hay là bùi sắt. Nước từ rẻ rớt xuống sẽ được hứng bằng một cái khay, không làm bẩn mặt bàn hay bồn rửa. Hơn nữa chất liệu của nó cũng rất là tốt, nhìn đấy, đã giá thấy sẽ là rất chắc 100k chắn, các bác nhá. thông dụng. Đây các bác nhá, đây sẽ là cái video hướng dẫn sử dụng của cái vòi hút rửa bát loại to này. Đó, thì hai con nó đều lắp đặt như nhau thôi. Nhưng con loại to này thì nó có thêm một cái giá đỡ nữa thì nó rất là tiện. Đấy, các bác chỉ cần thả xuống lắp vào cho em là xong. Rất là tiện luôn nhá. Đó, các bác thấy không? Rất là ngon luôn. Đấy. Lên cho em là vòi hút rửa bát loại to, giá sẽ là 100.000 nhá. Còn con loại nhỏ là 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hít cửa nhá. Con này thì nó sẽ là một cái dòng hít cửa thông minh. Về nhà các bác chỉ cần đưa vào cái tay nắm cửa cho em là xong. Đấy, giá của nó sẽ là 15k. Lên cho em là hít cửa 15k một chiếc nhá. Đấy, 15k. Con này thì các bác về các bác luôn cái tay nắm cửa cho em. Chống va đập này. Đấy, rất là tốt luôn, và nếu mà nhà nào mà có gạch men là nó hít vào luôn, thì nhà tắm, nhà vệ sinh thì nó hít vào rất là tốt luôn nhá. Lên cho em là hít cửa 15k một chiếc này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái đầu chuyển cưa nhá. Giá sẽ là 70k cho một cái bộ đầu chuyển cưa như này. Đấy, bao gồm là một đầu chuyển cưa này, kèm thêm cho các bác là lưỡi đi kèm luôn. Đó, giá sẽ là 70k cho cái bộ đầu chuyển cưa như này. Đây em sẽ có cái video cho các bác xem. Đây các bác này, con này nó rất là tiện luôn. Các bác chỉ cần xoay đi cho em, lắp cái lưỡi vào. Đó, sau đó thì các bác lắp vào các cái loại máy cầm tay. Đó, máy pin rồi máy điện đều được hết nhá. Đó, mình cắt cưa gỗ các thứ rất là ok luôn, các bác thấy không? Đó, rất là ngon nhá. Cưa gỗ cái rất là ok luôn. Lên cho em là đầu chuyển cưa giá chỉ có 70 cành thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ gắp bát đĩa. Đây, nó sẽ là một cái bộ gắp bát đĩa như này. Giá sẽ là 50k một bộ. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Hai cái gắp như này, rất là hợp lý nhá. Giá chỉ có 50 cành thôi. Đây các bác này, đó. Bộ của nó sẽ là 50.000 nhá. Nếu các bác dùng bình thường thì rất là khó dùng. Đấy, combo hai cái này. Các bác có thể gắp bát, gắp đĩa ra này, có cao su luôn, chống trơn trượt này. Gắp đĩa này, rất là ngon nhá. Đấy, có hình ảnh minh họa trực tiếp cho các bác xem luôn, rất thực tế luôn nhá. Sản phẩm thì như của họ bán đây là nó chỉ có hai thôi, nhưng của em là có ba, có bốn món luôn, bao gồm cả cái miếng lót cho các bác nữa nhá. Đấy, gắp này rất là nguy hiểm này. Đó, đây họ chỉ có ba món thôi, nhưng của em thêm cái miếng lót nữa là bốn nhá, rất ngon lành cho các bác luôn. Giá thì sẽ là 50k cho một cái bộ bốn món nhá. Đó, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái nước hoa Dubai nhá. Lên cho em là nước hoa Dubai. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 1, 2, 3, 4, 5 chai như này. 5 chai nước hoa Dubai như này nhá. Giá chỉ có 60k thôi. 60k nhá. Lên cho em là bộ lên cho em là nước hoa Dubai nhá. 60.000 cho một cái hộp mà 5 chai nước hoa chiết như này nhá. 5 chai với 5 mùi hương khác nhau. Made in Dubai, dùng cực kỳ là thích luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con
đồng hồ nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái con đồng hồ treo tường như này. Hàng nhỏ xinh nhá. Hàng thì cực kỳ nhỏ xinh, chất lượng cho bác luôn. Giá sẽ là 70k. Đấy, máy móc cực kỳ là ngon luôn, máy đồng này. Đấy, máy quấn dây đồng như này. Lên cho em là đồng hồ treo tường, giá sẽ là 70.000 nhá. Kích thước của nó thì đường kính khoảng 20 cm. Đồng hồ treo tường, giá là 70.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái nắp cống đồng nhá. Nắp cống đồng như này thì con này dùng rất là tiện này. Đấy. Nó sẽ kèm cho các bác một cái gioăng như này, nếu mà khi mà các bác mà cái nhà vệ sinh mà nó bị đường ống nó to thì các bác thêm cái gioăng này vào cho em. Còn nếu bình thường thì các bác lắp trực tiếp nhá. Còn nếu thêm cái một cái long đen như này. Đó. Khi các bác rót nước vào thì cái này nó tự cân bằng, rót nước vào nó sẽ chảy này. Đấy, còn không bỏ ra nó sẽ thả ra. Đó. Đây nhá, con này nó rất là tiện luôn các bạn. Đấy, nhà các bác bị mùi hôi các thứ thì lắp con này vào cho em, rất là tiện luôn. Đó, giúp ngăn mùi rất là tốt nhá. Đấy, ngăn mùi rất là tốt luôn. Đây. Đấy. Đây. Test thử cho các bác xem nhá. Đấy, cứ xả nước xuống thì là cái nắp nó mở này. Xả nước xuống thì cái nắp nó mở các bác thấy không? Đấy, xả nước thì cái nắp nó mở. Đó, và ví dụ như cái này chân này nó vừa thì các bác lắp, còn nếu mà nó nhỏ thì các bác thêm cái gioăng vào cho em. Đó, thêm cái gioăng, thêm cái long đen vào cho em. Rất là tiện luôn. Đó. Ngăn mùi rất là tốt nhá. Đó. Ngăn mùi, ngăn côn trùng rất là tốt luôn. Đó. Giá của nó sẽ là 50.000 nhá, 50.000 nắp cống đồng ngăn mùi. Đó. Đây này, đấy, đang khói như này mà cho vào cái là hết luôn nhá. Đấy. Đấy, đang khói đang hơi bốc lên mà ấn vào cái là hết luôn. Ngăn mùi cực sạch luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái ba lô du lịch nhá. Giá sẽ là 130.000. 130.000. Lên mã giúp cho em đó là ba lô da nhá, ba lô da. Giá của nó sẽ là 130.000 cho con ba lô da như này. Con này thì rất là ngon luôn. Đấy, rất là ngon như này. 130.000 cho con ba lô da như này nhá. Đấy. Con này rất là đẹp này. Đó, hàng rất đẹp luôn. Chất da của nó da dạng như là da lộn ấy, lì bóng rất là đẹp nhá. Đấy. Có túi ngăn đeo như này. Các bác dùng để mình đi du lịch nhẹ nhàng. Đấy. Chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 50 nhá. Chiều rộng thì cũng được 20. Đó, và nó có một cái ngăn để giày bên hông như này này. Đấy, ngăn này các bác có thể bỏ giày dép vào đây. Có túi bóng luôn. Đó, rất là tiện này. Lên cho em là túi da du lịch nhá. Túi da du lịch, giá của nó sẽ là 130.000. 130.000 cho con túi da du lịch như này. Đấy, ba lô da. Lên cho em là ba lô da nhá. Ba lô da, giá của nó sẽ là 130k. Được, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái chổi lau nhà, thì cái này bên em bán rất là nhiều rồi. Thì em lên nhanh thôi. Đấy. Bác lên cho em cái mẫu này là nó là một cái mẫu đây. Đấy, cái này nó rất là tiện ích luôn, các bác xoáy vào đây cho em này. Đấy, xoáy vào đây cho em. Đó. Sau đó thì đây thì hàng này cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy. Đây, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Có bánh xe để các bác có thể đẩy đi này, bánh xe đẩy đi này. Có cho các bác là hai cái mút để lau luôn. Đấy, một cái mút bông, một cái mút len như này. Đó. Và bàn xoay bàn xiếc rất là ngon luôn. Các bác chỉ cần lắp vào là sử dụng thôi. Đây, lắp vào đây là sử dụng này. Và cái này có thể cho dài ra như này này. Đấy. Xoay xiếc rất là ngon luôn. Lên mã giúp cho em đó là một cái mã sản phẩm cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Đây. Đấy, tay nắm các thứ cầm rất là ngon nhá. Đây. Con này thì dùng rất là tuyệt vời luôn. Mã này thì các bác lên cho em là thùng lau nhà nhá. Giá của nó sẽ là 250.000. Con này thì cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Dùng rất là thích luôn. Thùng lau nhà 250.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mẫu chổi tách nước này. Con này thì các bác cũng lắp vào cho em. Đó. Đây. Nó có ba cái đoạn tay cầm như này. Đấy, các bác cho vào đây. Mình xoay là nó sẽ tự tách nước cho các bác luôn. Thì con này lên cho em là chổi tách nước nhá. Chổi tách nước. Giá của nó sẽ là 180.000 thôi. Lên cho em là chổi tách nước 180.000. Đây. Đấy, lắp vào nó đúng như trên hình như này các bác này. Đây. Lắp vào khi các bác lau nó sẽ tách nước cho các bác luôn. Đấy, nước bẩn nước sạch nó sẽ tách ra làm đôi, rất là tiện ích luôn. Con này thì thùng của nó cũng rất là dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, nó sẽ có quai sách như này, rất là tiện luôn. Đấy, tách nước xong thì nước bẩn nó sẽ xuống dưới, thì các bác xả ra cái khay này cho em. Lên cho em là chổi tách nước nhá.
giá của nó sẽ là 180.000, 180k cho những cái mẫu chổi tách nước như này. Tiếp theo thì các cái mẫu đồng hồ thì bên shop lại tiếp tục về. Đây kiểm tra chưa? Đúng loại hết rồi gì? Con này thì sẽ là đồng hồ hả? Con này sẽ là đồng hồ cơ La Mã nhá. Lên cho em là đồng hồ cơ La Mã này. Con này giá của nó sẽ là 470.000. Đó, đồng hồ cơ và số của nó là số La Mã như này. Đấy, automatic tự động, hàng siêu đẹp luôn. Đó. Lên cho em là đồng hồ cơ La Mã. Giá sẽ là 470k nhá. 470.000. Đó. Các bác lên cho em là đồng hồ cơ La Mã. Đấy, đồng hồ cơ La Mã này. Đấy, cơ La Mã nhá. Giá sẽ là 470k này. 470.000 cho con đồng hồ cơ La Mã như này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con đồng hồ Rolex nhá. Đồng hồ Rolex giá của nó sẽ là 300.000. Em sẽ có cùng một con mặt đen và một con mặt vàng. Đấy, một con mặt đen, con mặt vàng như này. Giá sẽ là 300k. Bên em bao ship đến tận nhà. Con này thì đồng hồ này nó sẽ là dòng chạy pin nhá, chạy bằng pin. Đó, đồng hồ Rolex. Con này thì giá của nó sẽ là 300.000 một con. Có mặt đen, mặt vàng không nhá. Tiếp theo thì nó sẽ là con đồng hồ Orin nhá. Đấy, con đồng hồ Orin như này. Con này thì 260.000. Đó. Con này các bác lên cho em là đồng hồ SK nhá. Đồng hồ SK. Giá sẽ là 260.000 cho con đồng hồ SK như này. Các bác lên cho em là đồng hồ SK nhá, đồng hồ SK. Đấy, SK Orin giá sẽ là 260.000. Con này thì siêu đẹp luôn. Đó, siêu đẹp luôn. Cũng chạy bằng pin nhá. Có đầy đủ giờ giấc lịch các thứ đàng hoàng cho các bác luôn. Giờ lịch các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Con này thì sẽ là 260.000. Đấy, các bác lên cho em là đồng hồ SK nhá, đồng hồ SK. SK giá sẽ là 260k nhá. 260.000 một chiếc. Đó, thì bên em đang có 3 mẫu đồng hồ như vậy, 4 mẫu đồng hồ như vậy các bác nhá. Đây, đồng hồ Rolex này, Rolex mặt đen mặt vàng nhá, mặt đen mặt vàng. Đó, 300.000, đồng hồ SK 260.000 và đồng hồ cơ La Mã nhá. Cơ La Mã thì sẽ là 470.000 cho con cơ La Mã như này. Đấy, 470.000 cho con cơ La Mã. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái chai xịt chuột nhá. Xịt chuột của Nhật thì sẽ là 35.000 và xịt chuột của Thái thì sẽ là 45.000. Đấy, đều là dùng để xịt chuột hết nhá. Xịt chuột của Nhật là 35.000, xịt chuột của Thái là 45.000, chuyên để xịt chuột nhá. Hàng made in Japan này. Đó, made in Japan. Đây các bác quan sát này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thuốc trị đau đầu này, 90.000 một hộp như này. Cũng là hàng của Nhật nhá, chuyên trị đau đầu. Bác nào bị đau đầu kinh niên thì dùng con này cho em. Thuốc trị đau đầu 90.000 một hộp nhá. Hàng của OTC của Nhật này. Đấy, 90.000 một hộp thuốc trị đau đầu nhá. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái con vòi nối nhá. Đấy, một con vòi nối như này giá sẽ là 70.000. Các bác về các bác xoáy vào các cái đầu nguồn nước cho em. Đó, có điều chỉnh các cái chế độ nước này. Đấy, lên cho em là vòi nối nhá. Giá sẽ là 70.000 cho một con vòi nối như này. Về xoáy vào cái đầu vòi nước này, các cái đầu vòi chậu rửa các kiểu này. Đó, để các bác có thể vừa ngoắt nghéo vừa tạo tia nước, 70.000. Tiếp theo thì sẽ là cái nước hoa. Các bác lên mã giúp cho em là nước hoa Dubai nhá. Nước hoa Dubai. Đấy, made in Dubai này. Một hộp này của nó thì sẽ là có 5 hộp nhỏ nhá. Một hộp có sẽ có 5 hộp nhỏ như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000. 60.000. Đây nó sẽ là dòng nước hoa chiết, nó nhỏ và ít thôi. Đấy, nhưng mà mùi của nó rất là thơm, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu luôn nhá. Đó. 60.000 cho một 60.000 cho một lọ như này. Một lọ này 60.000 cho một hộp này. Một hộp này của nó sẽ là bao gồm là 5 lọ made in Dubai nhá. Đấy, lên cho em là nước hoa Dubai 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bút lông nhá. Bút lông 20.000 3 cái và một hộp này là 10 cái là 50.000. 2, 4, 6, 8, 10. Hộp này 10 cái là 50.000. Đây, em đang viết đây, cái viết rất là ngon luôn các bác này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bút lông. Đấy, cái bút em đang viết đây. Đó, 20k nhá. 20k là bằng 3 cái này. Đó, và 50k là sẽ là bằng 10 cái luôn. 50k là 10 cái nhá, tức là một hộp này luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái vật pickupon nhá. Đấy, 150.000 cho cái bộ vật pickupon như này. Đấy, để cho các bác chơi. Con này thì đa di năng. Đấy, không những là chơi một vật này thì sẽ có một đôi vật này. Đấy, chơi rất là ngon luôn nhá. Đấy, chơi rất là ngon luôn các bác thấy không? Để các bác chơi đánh rất là ngon luôn. Đó, 150.000 một bộ, bao gồm là hai vật và bốn quả cầu. Để các bác có thể thoải mái chơi với nhau rất là tiện ích luôn. Đấy, vật Pickupon 150.000. Tiếp theo thì sẽ là cái con massage cổ vai gáy nhá. 320.000 cho con massage cổ vai gáy như này. 320k. Chuyên
chuyên trị đau mỏi cổ, đau mỏi vai gáy này. Khi bật thì các bác giữ lì cho em nhá. Giữ lì cái phím nguồn này là nó sẽ chạy này. Đấy, chuyên trị đau mỏi cổ, đau mỏi vai gáy này. Còn khi tắt thì các bác chỉ cần nhấn một phát là nó tắt, còn khi bật thì giữ lì cho em. Các bác đeo vào cổ cho em nhá. Đeo vào cổ, đeo vào vai và gáy cho em rất là tiện luôn. Massage cổ vai gáy 320.000. Tiếp theo nó sẽ là một con nồi cơm sáp nhá. Nồi cơm sáp. Hàng thì nó sẽ có lô màu trắng, có lô màu đen. Giá sẽ là 500.000 một chiếc. Hàng của thương hiệu sáp của Nhật. Mới tinh, nguyên đai nguyên kiện như này nhá. Nồi cơm sáp dùng cực kỳ là ngon luôn các bác này. Đấy, dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy. Sản phẩm thì sẽ kèm cho các bác là một cái khay hấp như này. Cáp các thứ đầy đủ luôn. Đấy, mâm thì rất là dày các bác này. Nồi siêu dày luôn, nồi siêu dày các. Nồi này của nó dày lắm, nồi dày chống dính nhá. Và cái chế độ của nó là nó sẽ là cái dòng mà nồi theo kiểu là nồi đất như này. Đấy, thì giữ nhiệt rất là tốt nhá. Đấy. Có âu đông gạo, có môi đàng hoàng. Đây, rất dày dẫn chắc chắn luôn. Hàng cực kỳ chất lượng xịn sò luôn. Đó. Rất là ngon lành như này các bác nhá. Đó. Thương hiệu sáp này. Đấy, lên cho em là nồi cơm sáp nhá. Giá sẽ là 500k. Đấy. 500.000 cho mấy em nồi cơm sáp như này. Nồi này dùng thì miễn chê luôn, rất là ngon lành cành đào luôn các bạn. Đấy, rất là ngon lành luôn. Lên cho em là nồi cơm sáp nhá. Giá sẽ là 500.000 cho một cái con nồi cơm sáp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giá vo gạo này. Đấy, đây nó sẽ là một con giá vo gạo như này. Đây. Con này thì giá của nó sẽ là 90.000. Giá vo gạo inox 90.000. Chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 30 cm nhá, tính cái viền này nhá, phủ bì nhá. Đó. Khi các bác vo gạo thì gạo rót nước nó sẽ đọng ở đây rất là tiện ích luôn. Đấy, lên cho em là giá vo gạo, giá của nó sẽ là 90.000. Tiếp theo thì ổ điện xanh trắng nhá. Đấy, ổ điện xanh trắng đây. Con này thì rất là tiện luôn. Con này thì nó sẽ có cho các bác là 3 chân cắm USB và 6 ổ cắm này, 1 2 3 4 5 6. 3 chân cắm USB, 6 ổ cắm. Đây, có công tắc đóng ngắt rất là tiện luôn. Đó. 3 chân cắm USB luôn rất tiện nhá. Lên mã giúp cho em là ổ xanh nhá. Giá của nó sẽ là đi lên cho em là ổ xanh trắng nhá. Ổ xanh trắng có lô thì về màu xanh, có lô thì về màu trắng. Lên cho em là ổ xanh trắng, giá sẽ là 60k nhá. 60.000 cho cái ổ cắm xanh trắng như này. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là hai cái đuôi nhá. Con này thì về nhà các bác phải đấu dây nhá. Con này sẽ là 55.000. Còn con không đấu dây thì sẽ là 60.000 này. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là đuôi hai đầu này. Đuôi hai đầu thì đuôi cảm biến hai đầu thì về nhà các bác xoáy quả bóng cũ, sau đó thì xoáy cái bóng mới vào đây là có cảm biến. Có người đi đến nó sẽ sáng và hết người thì nó sẽ tự tắt nhá, 60.000 nhá. Còn con này là 55.000. Con này thì về nhà các bác phải đấu dây nhá. Đấu dây cho em. Đấy, nó sẽ có sẵn dây ở đây các bác phải đấu dây. Thì con này là 55.000. Các bác muốn mua loại nào cũng được, mua loại đấu dây cũng được mà mua loại sẵn được đều là đuôi cảm biến hết, cảm biến chuyển động nhá. 60.000 và 55.000. Tiếp theo thì nó sẽ là cái lưỡi cắt sắt nhá. Đấy, lưỡi cắt sắt inox. Lưỡi bên em bán là lưỡi xịn, lưỡi đỏ. Còn nhiều chỗ họ bán cho các bác nó là cái dòng lưỡi xanh, lưỡi vàng thì nó rẻ hơn. Lưỡi đỏ này là hàng lưỡi đắt tiền nhất. Đây, kích thước của nó này 107 x 1.2 x 16 mm nhá. Hàng lưỡi đỏ cao cấp của Nhật nhá. Giá sẽ là bên shop bán theo combo nhá. Đấy. Mua lẻ sẽ là 70.000 một chục nhá, 70k trên 10 viên. Đấy. Còn là các bác mua theo combo thì nó sẽ là như sau. Đấy. Mua combo thì một vỉ này là 25 viên. Đấy. 25 viên thì sẽ là đi 25 viên này. 25 viên. 25 viên thì sẽ là 130.000, 130k. Đấy. Còn nếu các bác mua là đi 50 viên. 50 viên thì giá của nó sẽ là 230.000 và bên em bao ship. Còn nếu mà mua 100 viên nhá, 100 viên thì nó sẽ là 100 viên một hộp thì nó sẽ là bán lẻ là sẽ là 7k một viên nhá. Đấy, còn mua 25 viên là 130 này. Đấy, 50 viên là 220.000 thôi, 220.000. 100 viên là đi 380.000 nhá, 380.000. Đấy, tính vào chỉ có 3.800 một viên thôi. Đấy, các bác mua là nếu 100 viên thì 3.800, nó còn mua lẻ sẽ là 7k. Và bên em bán là từ 33 lưỡi trở lên nhá. 3 lưỡi thì tính cho các bác là 20.000 3 lưỡi. Đấy. Tiếp theo thì sẽ là cái máy mài gót chân nhá. Con này các bác chuyên dùng để mài gót chân rất là ngon luôn. Đấy. Đấy, đẩy lên cho em này. Mài gót chân này hoặc các cái phần tay các bác bị da khô nứt nẻ này. Đấy, da bị khô này. Đấy, bong chốc này. Các bác mài đi cho em, rất là ngon luôn nhá. Đấy. Mài này, đấy các bác xem. Các cái phần chân của các bác bị khô nứt nẻ mài đi cho em rất là ngon luôn. Đấy, về nhà các bác sạc pin vào. Có kèm củ sạc các thứ dây sạc rồi thêm một viên đá nữa. Đó, giá sẽ là
90.000 nhá, 90.000. Đấy, 90.000 cho một con máy mài gót chân như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia con dao. Các bác lên mã giúp cho em đó là con thái lỗ này, hàng thương hiệu Kai của Nhật đây. Đấy, Kai made in Japan này. Đó, đây, rất là xịn sò luôn. Lên cho em là dao thái lỗ nhá. Con này thì siêu bén rồi. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Một con dao thái lỗ như này giá chỉ có cho các bác là đi 120.000 thôi. 120.000 con dao thái lỗ như này. Dao rất bén và ngon luôn. Dao thái lỗ 120k. Rồi, ok. Vâng, xin chào các bác nha. Các bác vừa được nghe chất âm của con loa gỗ dài, bên em gọi là loa gỗ dài. Chất liệu của nó thì là vỏ gỗ rất là đẹp luôn, vỏ gỗ vân gỗ rất là đẹp nha. Đó, có chân đế như này. Và ở đây thì nó sẽ có hai loa bát cực kỳ là mạnh luôn, chất âm trầm ấm nhá. Có giá đỡ để các bác để điện thoại lên chốc luôn này. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái phím như là nguồn này. Đấy, phím to nhỏ này, các bác có thể điều chỉnh to nhỏ ở đây. Đấy, tắt nguồn đi ở đây nhá. Và có cổng cắm USB này, cổng cắm jack 3.5 này, cắm thẻ nhớ này. Đấy, và cổng sạc vào này. Đấy, có kèm cho các bác một dây sạc nhá. Giá của nó sẽ là 260 cành. Lên mã giúp cho em đó là loa gỗ dài nhá. Loa gỗ dài, giá của nó sẽ là 260k. Lên cho em là loa gỗ dài này. Loa gỗ dài, giá sẽ là 260k. 260.000 bên em bao ship đến tận nhà luôn nhá. Loa gỗ dài 260.000, bao ship tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác có thể kết nối USB, kết nối thẻ nhớ, rồi kết nối với điện thoại qua Bluetooth nha, qua Bluetooth để các bác bắt sóng cho em, rất tiện ích luôn. Đó. Nút nguồn đây nha, các bác sử dụng thì các bác bật nút nguồn này lên cho em này. Bật nút nguồn này lên này. Đấy, bật nút nguồn lên. Sau đó thì các bác kết nối vào với điện thoại của mình nhá. Kết nối với điện thoại của mình. Các bác dò Bluetooth các bác kết nối này. Sau đó thì mình nghe thử này. Ok, 260.000 các bác nhé. Chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đấy. Thì hôm nay bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng mới. Em lên cho các bác một số cái mã đồ thiết bị vệ sinh các bác nhá. Đấy, thiết bị vệ sinh. Đầu tiên đó là cái mã sen cây nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 1.350.000. Con này thì các bác lên cho em là sen cây 1.350.000. Con này thì yêu cầu các bác phải cọc trước thì bên em mới đi đơn nhá. Cọc trước thì bên em mới đi đơn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là sen cây này. Sen cây 1.350.000. Cọc trước cho em 200 nhé. Con này nó sẽ là hàng cồng kềnh, như nên là cọc 200k. Đấy, 1.350.000 bao ship, cọc trước 200.000. Đấy, đây nguyên cái củ này của nó đã nặng vào khoảng là, nguyên cái củ này nặng vào khoảng là trên dưới 2 cân này các bác nhá. Nguyên cái củ gật gù này nó vào khoảng là 2 cân 3 đến 2 cân rưỡi nhá. 2 cân 3 đến 2 cân rưỡi cho cái củ gật gù như này. Đấy, đây là cái củ gật gù của nó này. Đấy. Tiếp theo thì nó sẽ là các cái tay sen này. Đây cái chân cái tay sen này các bác. Đấy. Tay sen đây. Đấy, đây là cái tay sen của nó các bác này. Đấy, đây là cái tay sen của nó này. Tay sen này thì về nhà các bác lắp vào theo này. Đây là dây vòi vệ sinh này. Đấy, các cái đầu kết nối đều bằng đồng hết này. Dây vòi sen này. Đấy. Và cái đi kèm cho các bác là cái bát sen của nó đây. Đấy, bộ sản phẩm của nó sẽ là một bát sen cầm tay và một bát sen to này. Đấy.
một bát cầm tay và một bát to như này. Đây là bát cầm tay này. Đấy, bát cầm tay của nó bằng inox hết này, bát cầm tay inox hết. Đấy, và một cái bát to như này nữa này. Đấy, một cái bát to. Con này thì về nhà các bác bóc cho em cái dây bóng xanh này đi nhá. Đấy, bóc cho em cái dây bóng xanh này đi này. Đấy, đây. Sáng bóng đẹp luôn các bác này. Đấy. Bóc cho em cái dây bóng xanh này ra. Đó. Đây là chống xước. Nó sẽ có cho các bác là 8864 cái giọt nước như này. Đấy, các bác xả ra mình tắm. Đó. Thì bao gồm là một sen tay, một bát sen to nhá. Và một củ như này. Một củ như này. Đấy, một củ như này. Đấy, đây em sẽ lắp đặt vào cho các bác xem cho nó trực quan sinh động luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 1.350.000. 1.350.000. Đầu tiên thì các bác để cái cây này lên cho em này. Đấy, để cái cây này lên này. Lắp cái củ này vào đây này. Đấy. Lắp cái củ này vào đây. Đây. Lắp cái củ này vào đây. Đây là cái bát của nó này, đấy. Đây là bát, còn đây là cái sen tay này. Đấy. Combo cho các bác luôn, một cái sen cây chất lượng như này nhá. Một sen cây chất lượng như này. Giá sẽ là 1.350.000. Nguyên con củ này nặng trên dưới 2 cân nhá, trên dưới 2 cân, hàng inox 304 không bắt 500. Đó, sen cây nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái đầu tiên nó sẽ là cái đây, con này nó sẽ là một cái vòi lavabo nhá. Vòi lavabo giá sẽ là 420.000. Đây. Đấy, cái vòi này nó sẽ là cái vòi lắp vào chậu rửa mặt đấy, lắp vào chậu rửa mặt. Thì bên em gọi nó sẽ là lấy cả cái một hai vòi ra đây, cam xanh nhiếc lấy hết luôn, cái gì liên quan nước đấy. Đấy, vòi lavabo, con này nó sẽ là 420.000, hàng của thương hiệu Osaka Japan nhá, Osaka Japan, hàng nội địa của Nhật hết nhá. Đấy. Cả con sen cây này cũng là Osaka Japan, hàng nội địa của Nhật hết này. Đấy. Osaka Japan, hàng nội địa của Nhật hết nhá. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Đó, đây. Con này cũng là Osaka Japan, hàng mạ chrome sáng bóng nhá. Đó. Con này thì các bác lên cho em là các bác lên mã giúp cho em đó là vòi lavabo nhá. Vòi lavabo, con này thì nó sẽ có cho các bác là đây, hai chân nước như này bằng đồng hết này. Hai chân nước như này bằng đồng hết này. Đấy. Thì con này thì nó chia ra làm hai nguồn nước nóng lạnh các bác nhá, hai nguồn nước nóng lạnh cho các bác luôn. Đó. Hai nguồn nước nóng lạnh rất là tiện luôn, hàng thì cực kỳ chất lượng này. Đấy, kết nối bằng đồng hết này. Lên cho em là vòi lavabo. Vòi lavabo con này sẽ là 420.000 nhá. 420.000 cho con lavabo như này các bác này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái này là củ nóng lạnh này, củ nóng lạnh. Đấy, cái này thì về nhà các bác lắp vào tường này hoặc là lắp vào chậu rửa này. Đấy. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, các cái đầu kết nối đều bằng đồng hết này. Đấy, kết nối đều bằng đồng đỏ ao hết luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con củ nóng lạnh như này. Giá của nó sẽ là 450.000 nhá. Lên cho em là củ nóng lạnh. Giá sẽ là 450.000. Nó sẽ có phụ kiện đi kèm cho các bác luôn. Có cái phụ kiện đi kèm này các bác này. Đấy, có các cái phụ kiện đi kèm như này để các bác lắp vào tường cho em. Giòn giếc rồi ốp biếc đầy đủ cho các bác luôn nhá. Có phụ kiện đi kèm. Các bác lên mã giúp cho em đó là củ nóng lạnh nhá, củ nóng lạnh. Con này thì nó sẽ chia ra làm hai đường nóng lạnh và có thêm cho các bác là một cái chân như này để các bác bắt vòi sen bắp sen chậu rửa bắp lắp cái bát sen vào đây, lắp cái bát sen này vào đây các bác này. Đó. Lên mã giúp cho em đó là cái này là sen cao su vòi. Lên mã giúp cho em đó là củ nóng lạnh nhá, củ nóng lạnh. Giá sẽ là lên mã giúp cho em đó là củ nóng lạnh nhá. Củ nóng lạnh giá sẽ là 450.000. Đó, 450.000 cái củ nóng lạnh như này. Đấy thì các bác phân biệt giúp cho em nhá. Đấy. Cái con lavabo này là để lắp cho chậu rửa mặt này, lắp vào chậu rửa mặt. Đấy. Lắp vào chậu rửa mặt, còn con này là các bác lắp treo lên tường. Đấy, để vào nóng lạnh. Đấy, hoặc là bác nào chậu rửa mà thiết kế theo kiểu là lắp sẵn thì cũng được, cũng ok. Đấy. Nôm na là một con là lắp được vòi sen, còn một con là không lắp được vòi sen các bác nhá. Đấy. Còn của nó thì nó đều là hai đường nước hết như này, hai đường nước hết này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vòi. Các bác lên mã giúp cho em đó là cái này là cái vòi gì đấy? Chậu rửa inox à? Vòi cái gì? Đây nó sẽ làm cái mã vòi chậu rửa các bác nhá. Vòi chậu rửa như này. Đấy, hàng đều là hàng của Nhật hết này, Osaka Japan. Lên mã giúp cho em đó là vòi chậu rửa cứng nhá. Đấy, vòi chậu rửa cứng. Đấy, vòi chậu rửa cứng giá sẽ là 200 vòi chậu rửa cứng có chân chiếc hẳn hoi. Đấy, có chân chiếc như này. 280.000 thì cái vòi chậu rửa cứng như này nhá. Lên cho em là vòi chậu rửa cứng. Giá sẽ là 280.000. Con này nếu mà các bác ra ngoài cửa hàng mà mua nó phải bán cho các bác có tầm khoảng 4-500. Hàng rất nặng luôn. Dày dẫn chắc chắn, inox 304 sáng bóng đẹp. Vòi chậu rửa cứng nhá.
giá của nó sẽ là 280.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vòi tay đen nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là vòi tay đen này. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 330.000 cái vòi tay đen như này. Đấy. 330.000 cái vòi tay đen như này nhá. Con này thì cũng là lắp vào chậu rửa bát. Cũng có hai đường nước nóng lạnh nhá, hai đường nước nóng lạnh hết này, hai đường nước nóng lạnh hết. Và con này thì ưu điểm của nó là nó có thể ngoắt nhéo đảo chiều được và có thể chỉnh vòi nước ở đây. Đấy, lên mã giúp cho em đó là vòi tay đen. Cái tay của nó màu đen như này. Hàng rất chất lượng luôn. Lên mã vòi tay đen 330.000 bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. 330k cho mã vòi tay đen như này. Xoay 360 độ này. Có ngoắt nhéo này, có ngoắt nhéo này. Đấy. Thì con này các bác lên cho em là vòi tay đen mềm nhá. Tay đen mềm giá sẽ là 380.000. Đấy, phần kết nối của nó này đều bằng đồng hết này, đồng đỏ au luôn. Đó. Có dây cáp kết nối, dây cũng bằng đồng hết này. Dây 100% dây đồng hết này, các bác thấy chưa? Đó, dây cáp kết nối như này. Lên mã giúp em đó là vòi tay đen. Con này thì giá của nó sẽ là 330.000 nhá. 330.000 cho còn vòi tay đen. Con này nó thì cũng có hai đường nước nhá. Đấy, lên cho em là vòi chậu rửa cứng nhá. Vòi chậu rửa cứng giá sẽ là 280.000, 280.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòi vuông nhá, vòi vuông. Con này thì lắp vào chậu rửa mặt các bạn. Đấy, vòi vuông lắp vào chậu rửa mặt đây. Một cái cáp nguồn này. Đấy, một cái một cáp nguồn này. Rồi. Tiếp theo là sẽ có cho các bác là một cái vòi tay vuông như này. Con này là bằng inox M nhá. Đấy, bằng inox 304M này. Đấy. Osaka Japan con này, Osaka Japan, inox 304M. Thì sẽ bao gồm cho các bác là một vòi như này. Con này thì có lên cho em là vòi vuông nhá. Đấy, vòi vuông. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá. Con này thì các bác lắp vào cái chậu rửa mặt thì rất là đẹp luôn. Vừa bạn xinh xắn, inox M không sợ bị hỏng nhá. Không sợ bị hỏng, không sợ bị ố rồi bị han gì các bác nhá. Đó. Lên cho em là vòi vuông, giá sẽ là 330.000 nhá. 330.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi xịt vệ sinh nhá. Vòi xịt vệ sinh giá sẽ là 90.000. Đấy, bao gồm cho các bác là cả vòi, cả dây, cả giá đỡ luôn. Đấy, vòi xịt vệ sinh. Cả vòi, cả dây, cả giá đỡ như này. Đấy. Cả vòi, dây, giá đỡ, ốc, yếc các thứ đàng hoàng luôn. Vòi, dây, giá đỡ, ốc, vít đàng hoàng đầy đủ cho các bác. Combo cho bác về nhà các bác lắp vào cái này cho em. Đó, lắp vào đây. Đó. Thì bao gồm cho các bác là dây vào khoảng từ 1m đến 1m2, một đầu vòi xịt inox 304 xịt cực mạnh luôn. Đó, và một giá đỡ như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là vòi xịt vệ sinh nhá. Vòi xịt vệ sinh giá sẽ là 90k. Con này chuyên dùng cho xịt vệ sinh nhá. Giá sẽ là 90.000 cái vòi xịt vệ sinh như này. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác một cái vòi đó là cái vòi cam xanh nhá. Đấy, vòi cam xanh. Con này thì giá sẽ là 50.000 cái vòi cam xanh như này. Sẽ có cho các bác là hai màu, màu cam và màu xanh, chia ra làm hai đường nước này. Đấy, chia ra làm hai đường nước. Nó sẽ là màu cam và màu xanh nhá. Màu cam, màu xanh chia làm hai đường nước như này. Đấy, đây, hai đường nước như này có gen xoáy đàng hoàng. Và con này thì có thể gen để các bác kết nối với các cái đầu dây khác. Cho nên là bên em lên nó là vòi cam xanh nhá. Vòi cam xanh. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k nhá. 50.000 cho cái vòi cam xanh như này. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho cái vòi cam xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái vòi đơn này. Vòi đơn. Giá con này thì cũng là 50.000 luôn. Đấy, vòi đơn bằng inox 304 như này. Con này sẽ là 50.000 cho cái vòi đơn như này nhá. Vòi đơn inox 304 cũng có gen xoáy như này, tháo ra luôn. Inox 304 có gen xoáy như này. Đấy, và giá sẽ là 50.000 nhá. Lên theo là vòi đơn này, giá sẽ là 50.000. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái vòi đôi này. Giá của nó sẽ là đây. Con này thì các bác lên cho là vòi đôi, giá sẽ là 65.000. Đấy. Một con là 50.000. Con này hai chân ra nước thì nó sẽ là 65.000 nhá, chia ra làm hai đường nước luôn. Đó. Thì các bác có thể lấy con vòi đơn hoặc vòi đôi tùy theo nhu cầu của bác. Hàng inox 304 sáng bóng đẹp và cái giá rất là hợp lý luôn. Cái đầu cái vòi nước này thì nhà bác nào cũng phải dùng rồi. Đấy, cái hai vòi này rất là tiện này, các bác có thể dùng một vòi để mình dùng cho ống nước vào đây để mình xả ra mình tưới cây tưới cối. Đấy, một vòi là xả lấy nước rửa nhá. Đấy. Vòi đôi này thì sẽ là 65.000 nhá. Vòi đôi 65.000. Đấy. Còn con này là vòi đơn nhá, vòi đơn 50.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác sản phẩm đó là hai cái bộ sen. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là đầu tiên nó sẽ là cái sen quạt thế này. Các bác lên cho em là sen quạt tăng áp nhá, sen quạt tăng áp. Các bác lên cho em là sen quạt tăng áp nhá. Đấy, sen quạt tăng áp giá của nó sẽ là 90.000 cái bộ sen quạt tăng áp như này.
Đấy, bao gồm là một vòi sen như này nhá. Đấy, một vòi sen như này, một dây. Đấy, một sen một dây. Có dây thì dài khoảng từ 1,2 m đến 1,5 m này. Đấy, dây của nó sẽ là dây chống rối nhá. Dây chống rối siêu siêu mềm như này. Dây chống rối các bác này. Đấy. Dây rất là ngon luôn. Tiếp theo nó sẽ có cho các bác là đóng ngắt trên tay như này nhá. Đóng ngắt trên tay, điều chỉnh tăng giảm áp lực nước. Đấy, và có ngoặt nghéo này, đầy đủ cho bác luôn. Con này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Lên mã giúp em đó là sen quạt tăng áp nhá. Giá sẽ là 90k cho một con sen quạt tăng áp như này. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá, 90.000. Đó. 90.000 thôi. Giá cực kỳ hấp dẫn cho anh em các bác xem và mua luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái mã nữa, đó là cái sen cao su. Giá sẽ là 80.000 cho cái sen cao su như này nhá. Sen cao su giá sẽ là 80.000. Cũng bao gồm cho các bác là một dây chống rối này, một vòi sen như này, một vòi sen như này, và có tăng chỉnh các chế độ này. Đấy, có đóng ngắt trên tay này, và có cả cho các bác là cái đầu cao su như này. Khi các bác tắm thì mình đưa vào đây mình kỳ luôn. Đấy, mình kỳ luôn như này. Đấy, mình ngắt nước đi này, ngắt nước đi kỳ này. Sau đó mình bóp ra luôn. Đấy, rất tiện này. Đóng ngắt trên tay như này. Lên mã giúp em đó là sen cao su nhá. Giá của nó thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một con vòi sen cao su này giá chỉ có 80.000 thôi. Lên cho em là sen cao su này, sen cao su 80.000 cho một cái bộ vòi sen cao su như này, 80.000. 80.000 các bác nhá. Cảm ơn điện thoại. Tiếp theo thì điện thoại anh lên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái phao nước nhá. Đấy, nhà bác nào cũng phải dùng cái phao nước này hết này. Bây giờ các bác đừng dùng cái phao cơ kia, nó rất là lằng ngoằng phức tạp, khó dùng. Dùng con phao nước này rất là tiện luôn. Các bác chỉ cần là cho nước ngập ngập lên 1 cm là nó sẽ tự ngắt nhá. Lên cho em là phao nước. Giá thì bên shop đang bao nhiêu nhỉ? Con này đã. Lên cho em là phao nước nhá. Giá đang bán 70.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 60k cho con phao nước thôi. Đấy. Này về nhà thì các bác lắp vào đầu nguồn nước cho em. Đấy, nước xả này. Đấy, ngập 1 cm là nó sẽ tự ngắt này, rất tiện luôn nhá. Cứ ngập 1 cm là tự ngắt, rất là tiện. Đó. Lên mã giúp cho em là phao nước. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi bạc xoay 360 độ nhá. Đấy. Đây nó sẽ làm con vòi như này. Đấy. Xoay 360 độ luôn. Đấy. Giá sẽ là 80.000 cho một con vòi bạc xoay 360 độ như này, 80k nhá. Lên cho em là vòi bạc xoay 360 độ. Con này thì dùng rất là tiện luôn. Vòi bạc xoay 360 độ. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Vòi bạc xoay 360 độ. Các bác, nó sẽ làm cái vòi nước như này các bác này. Đấy, các bác lắp vào cho em này. Đấy, lắp vào cho em. Xoay 360 độ luôn. Rất tuyệt vời các bác nhá. Đó, đánh răng rửa mặt ok hết, đánh răng rửa mặt gội đầu. Đó, rất ngon lành luôn. Đấy, bên này thì họ bán đồ bằng nhựa nhưng mà của em là bằng thép luôn nhá, bằng thép luôn, rất tiện ích. Giá sẽ là 80.000 cho cái vòi xoay 360 độ này, lên cho em là vòi bạc rồi ok. Chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên bên shop về cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái thắt lưng cá sấu nhá. Đấy, cái này thì nó sẽ là cá sấu cung hộp. Đấy, chất da mềm mịn đẹp. Giá thì giá thanh lý cho các bác chỉ có 60k thôi. Giá cực kỳ hạt rẻ luôn các bác. Đấy, cực kỳ hạt rẻ luôn. Một con thắt lưng dây cá sấu đẹp như này. Dài khoảng 1m, 1m2 nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là lẫy trượt này. Lẫy trượt rất là ngon luôn. Đấy, thân đúc liền thân này. Đấy, mạ vàng 24 carat rất là đẹp luôn. Các bác thấy không? Đây. Đấy, lẫy trượt này, rất đẹp luôn. Chất da mềm mịn nhá. Lên cho em là cá sấu không hộp. Con này thì bên shop thanh lý cho các bác với cái giá đó là 60k nhá. Đấy, 60k. Lên cho em là cá sấu không hộp này. Đấy. Thắt lưng này, cá sấu này. Thắt lưng cá sấu không có hộp nhá, không hộp. Giá sẽ là 60k nhá, 60k. Tiếp theo thì bên shop về một cái mã VIP hơn một chút, đó là cái cá sấu có hộp này. Con này thì ưu điểm của nó là có hộp đẹp, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà này. Ngoài ra thì sẽ có thêm cho các bác là hai cái mặt như này nhá. Hai cái mặt như này. Đấy. Đợt này về thì nó sẽ là mặt đen và cá sấu màu bạc như này. Đấy, rất là đẹp luôn. Bao gồm cho các bác là một cá sấu này, và có lúc thì nó về mặt vàng, có lúc thì nó về mặt bạc nhá. Hàng về theo lô. Đó, một dây như này. Rất là đẹp luôn. Đó. Một
một thắt lưng này, một thắt lưng, một dây thắt lưng và hai đầu như này đấy. Và con này thì nó sẽ có hộp nhá, có hộp. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150 cành nhá, 150 cành. Lên mã giúp cho em đó là cá sấu hộp, giá sẽ là 150k nhá, 150k cho con cá sấu hộp như này. Lên cho em là cá sấu hộp 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái miếng dán thải độc chân, một bịch này của nó thì sẽ là 50 miếng nhá, 50 miếng. Các bác dùng để mình dán giúp cho thải độc gan bàn chân. Đấy, giảm đau nhức đau gan bàn chân bàn tay nhá. Đấy, đây là gói thuốc của nó này, đây là cái miếng dán này, các bác chỉ cần là cho vào cho em là xong. Đấy, bóc cho em cái miếng dán này ra này. Đấy, bóc cho em cái miếng dán này ra đây, bóc cái này ra, đặt gói thuốc vào. Đấy, các bác bóc cái này ra cho em, bóc cái này ra này. Đây, nó có cái bằng bóc này, các bác bóc ra, đặt gói thuốc vào đây, sau đó thì các bác dán vào gan mặt chân cho em đó, dán vào gan mặt chân rất là tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 4.000, chỉ bằng một bát phở thôi mà được 50 miếng luôn. Đấy, các bác cho dán vào gan mặt chân bàn tay hoặc là các cái vùng nào mà bị đau nhức nhá. Đấy, lên cho em là miếng dán thải độc chân, giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái chổi tự vắt nhá, con này thì nó có chức năng là tự vắt luôn. Đấy, các bác dùng thì nó rất là tiện ích, giúp cho các bác là mình vệ sinh nhà cửa nó rất là dễ. Khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ có cho các bác là 3 đoạn như này con này. Đấy, 3 đoạn như này. Và các bác chỉ cần là lắp ráp vào cho em là xong. Đây. Đấy, đây xoáy vào đây nhá, xoáy vào đây này. Đầu này xoáy vào đây này. Đấy. Và đầu này các bác xoáy vào đây cho em. Đó. Khi các bác sử dụng thì các bác nâng lên cho em như này. Đấy. Và mình rút ở đây nhá, rút ở đây. Đấy, thì nó sẽ vắt kiệt ở đây luôn này, vắt kiệt ở đây luôn. Đó. Vắt kiệt ở đây này. Đấy. Và các bác có thể lau xoáy 360 độ được luôn nhá. Đấy. Đưa vào hết các ngóc ngách được luôn. Chiều dài khoảng 1m2, 1m3 rất tiện. Lên cho em là chổi tự vắt, giá sẽ là 100k cho con chổi tự vắt này thôi. Đấy. Bác nào mua thêm cái miếng mút này thì bên em bán là 25.000 một miếng nhá. 25.000 cho một miếng như này. Còn chổi này thì sẽ là 100.000. Lên mã giúp em đó là chổi tự vắt, giá sẽ là 100k nhá. 100k cho cái em chổi tự vắt như này. Con này thì khá là tiện ích cho các bác sử dụng nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bàn chải Hàn Quốc nhá. 100.000, 100.000 là 30 cái một hộp như này. 4 cái là 20.000, 10 cái là 40.000 nhá. Đấy. 10 cái là 40.000. 10 cái là 40.000, 20.000 4 cái và 100.000 là một hộp 30 cái bàn chải của Hàn Quốc đây. Đấy. Korea này, đấy, Hàn Quốc nhá, bàn chải Hàn Quốc. 100.000 một hộp này 30 chiếc luôn, 100.000 30 chiếc thoải mái sử dụng. Mua lẻ thì sẽ là 20.000 4 cái và mua 10 cái thì sẽ là 40.000 nhá. 10 cái 40.000. Tiếp theo là cái bộ rổ vuông này, 90.000 cái bộ rổ vuông như này. Hàng này thì siêu xịn sò luôn. Đấy, hàng của Việt Nhật nhá. Sẽ bao gồm cho các bác là combo là 3 đôi như này nhá, 3 đôi, một rổ một chậu như này. Đấy, sẽ có cho các bác là 3 đôi như này nhá, 3 đôi. To nhất là khoảng 35 và nhỏ nhất thì khoảng gần là 20. Đó. Tiếp theo thì sẽ là một cái Cưng ơi. Một cái này là cái gì nhỉ? Ca chiên dầu không nhá. Đấy, nó sẽ bao gồm là một ca và một cái rổ lọc như này. Đấy. 100.000 thôi, 100.000. Hàng thì rất là dày dặn luôn. Cái này các bác đun bếp từ bếp ga thoải mái nhá. Đun bếp từ bếp ga thoải mái luôn. Các bác cho các cái loại đồ chiên vào đây. Sau đó thì mình chiên xong mình chỉ cần nâng lên như này thôi. Rất là tiện luôn. Lên cho em là ca chiên dầu nhá, ca chiên dầu. Giá của nó sẽ là 100k. 100.000 cái bộ ca chiên dầu như này nhá. Đấy, 100.000 cái bộ ca chiên dầu này. Dung tích của nó thì nó sẽ là 1 lít 2 này, 1 lít 2 luôn, rất to. Tiếp theo thì nó sẽ là cái bàn chải đánh răng của cái kem đánh răng. Con này thì của Hàn Quốc này. Con này của Hàn Quốc, made in Korea này. Đấy, made in Korea, hàng của Hàn Quốc nhá. Đấy. Đây, made in Korea. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93% này. Tiếp theo là cái kem đánh răng của Nhật này. Con này thì chuyên chống viêm nướu và lợi chảy máu trên răng. Đấy, con này thì 120g nhá. Con này 120g 60.000. Còn con này thì dung tích của nó sẽ là 120g. Đấy, còn con này nó sẽ là 180g, 170g. Đây 170g. Hàng made in Japan. Tiếp theo thì nó sẽ là cái ô dù Nhật nhá. Có mấy màu như này, bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một con ô dù Nhật tự động như này. Đấy, đây các bạn này. Các bác chỉ cần là bật ra này nó sẽ ra này. Đấy, bật ra sẽ ra nhá. Ô của nó là nước đổ đầu vịt này, nan kép đẹp dày dẫn này. Đấy, và bóp này nó sẽ vào nhá. Khi các bác hạ xuống là phải ấn cái lẫy này cho em này. Ấn lẫy này. Đấy. Lưu ý các bác là khi cho lên cho xuống thì các bác
phải nhấn lấy nhá, mở ra này, đấy, bóp vào này, đấy. Còn các bác chỉ cần là sập vào này là xong, đó. Sau đó thì các bác xoay theo chiều tay và cất đi thôi, đó. Giá thì sẽ là 80.000 thôi, 80.000 cho một con ô Nhật như này, gấp gọn, khoảng 25 cm, rất gọn luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đế nóng nhá, đế nóng này, 130.000 cái đế nóng như này, cắm điện trực tiếp 220, đun nấu các thứ thoải mái luôn, đấy, cắm trực tiếp điện 220. Đấy, các bác có thể đặt các cái loại đồ sứ, đồ sành, rồi nói chung là tất cả các loại nồi đun được hết nhá. Đấy, đặt lên đây nó giữ nóng rất là tốt. 130.000 cái đế nóng như này. Điện 220. Bát pha mì này, 50.000 cái tô pha mì như này. Đấy. Lên cho em là tô pha mì nhá. Đấy. Tô pha mì như này. Đấy. Lên cho em là tô mì này. Lô này thì được tặng kèm thêm một cái xìa nhá, có lô không nhá. Đó, đây. Rất đẹp luôn. Đấy. Bên ngoài bằng nhựa chống nóng này. Bên trong inox 304 nắp đậy cực kín luôn. Các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn rất là ok nhá. Đấy, đây. Nắp của nó kín lắm. Nắp kín mít luôn. Đấy, bên trong inox 304. Đấy, lên cho em là tô mì nhá. Tô mì. Giá sẽ là 50.000 một chiếc. 50.000 cho một cái tô mì như này. Đấy. Tiếp theo thì nó sẽ là con tăng đơ này. Đầu tiên thì nó sẽ là con tăng đơ lược 110.000 nhá. 110.000 cho con tăng đơ lược như này. Đấy. Một tăng đơ này, một lược, một bộ cữ này. Đấy, và đầy đủ các chi tiết đi kèm. Đây, các bạn này, dùng rất là ngon luôn. Và cũng có điều chỉnh ấy ở đây nhá. Đấy, rất là ngon luôn. Cũng là hàng chống ăn da nhá. Chống ăn da này, các bác cắt thoải mái luôn, không lo bị ăn da nhá. Tăng đơ lược. Đấy, có cả lược kèm theo luôn. Giá sẽ là 110.000 cho con tăng đơ lược này nhá. 110.000. Đấy, lên cho em là tăng đơ lược nhá. 110.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái tăng đơ của Philips. 170.000 con tăng đơ của Philips. Con này thì hàng chất lượng hơn nhiều. Hàng này nó sẽ là hàng cũng là pin sạc luôn, nhưng mà nó hàng cao cấp hơn. Đấy, cũng có đế, có đốc sạc các thứ đàng hoàng. Đấy, cũng pin nha. Con này thì hàng chất lượng rồi. Hàng thương hiệu Philips thì các bạn biết rồi. Đấy, rất chất lượng các bạn. Đấy. Lẫy liếc của nó nói chung là ngon lắm. Hàng của Philips chắc chắn các bạn này. Đó, đây. Rất là ngon luôn nhá. Hàng của thương hiệu Philips này. Đấy, Philips đây. Đấy. Những cái đốc sạc của nó cũng rất là chắc chắn nhá. Con này thì dùng cực kỳ bền bỉ luôn. Đây. Chân sạc của nó đây. Đấy, đây. Đốc sạc của nó cực kỳ là chắc chắn nặng luôn. Đó. Chắc lắm. Đấy. Hàng thương hiệu Philips nhá. Giá thì sẽ là 170.000. Lên mã giúp cho em đó là tăng đơ Philips nhá. 170.000 cho con tăng đơ của thương hiệu Philips như này, 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giấy ăn nhá. Một thùng này của nó thì sẽ là 10.000 một gói, một thùng này là 10 gói là một thùng này là 20 gói 140, còn 10 gói là 80.000. 10 gói là 80.000 nhá. Đấy. Đây, 2 4 5 này. Một dây này là 10 gói là 80.000, còn mua cả thùng thì là 140. Giấy của nó thì siêu dai, siêu mềm luôn. Đấy. An toàn vệ sinh thực phẩm các bác nhá. Đó, giấy ăn dùng rất là ngon luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, thì các bác có thể mua cả thùng hoặc là mua lẻ tùy theo nhu cầu mục đích của các bác nhá. Đó. Rất là ngon lành luôn. Một thùng này là 20 gói là 140 này. Một thùng này là 20 gói 140. Còn mua lẻ thì sẽ là 80.000 10 gói nhá. 80.000 một gói, còn mua lẻ nữa thì 10.000 một gói. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh nhá. Đấy, số điện thoại thì em để ngay ở dưới góc màn hình đây, hai số hai góc màn hình thì các bác có thể xem tham khảo và đặt hàng nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho các bác cái búa lùn của Nhật này. Búa lùn của Nhật, hàng made in Japan nhá. Giá sẽ là 65.000. 65.000 cho một con búa lùn như này. Hàng bãi Nhật chưa qua sử dụng, made in Japan qua này. Đó, made in Japan. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, và cái giá thì cực kỳ là hợp lý cho các bác nhá. Giá chỉ có 65.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là búa lùn nhá, búa lùn made in Japan. 2 lạng rưỡi, giá sẽ là 65.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái búa A1 nhá, A1 nhỏ này. A1 nhỏ giá sẽ là 80.000. Đó, đây. Con búa lùn này thì chiều dài của nó khoảng 22 khoảng 15 cm nhá. Đấy, em kích thước đây luôn. Đó cho nó. Em đo kích thước cho các bác xem luôn nhá. Con búa lùn này thì dài là 15 cm này. Đấy, tiếp theo là con búa A1 này thì dài là 24 cm. Búa A1 dài 24 cm. Con này thì trọng lượng của nó là nó vào khoảng là 3 lạng nhá. Tiếp theo là con A2 to nhá. A2 to, con này thì sẽ là 130 cành. 130 cành cho con A2 to như này. A1 nhỏ, A2 to, con này là dài là 32 cm.
dài 32 cm, và con này của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 5-6 lạng. Đấy, tiếp theo em lên cho các bác cái vòi cam xanh, nó có màu cam và màu xanh như này. Bên em lên nó là vòi cam xanh, giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k cho một cái vòi cam xanh như này. Con này nó sẽ chia ra làm hai đường nước nhá, hai đường nước. Đấy, chia ra làm hai đường nước luôn, có ren xoáy ren xiếc này. Đấy, con này sẽ là 50 cành nhá, 50 cành. Tiếp theo thì sẽ là cái chổi lau bàn ghế, chổi cọ bàn ghế, giá của nó sẽ là 30 35k nhá, 35k cho cái chổi cọ bàn ghế như này. Lên cho em là chổi cọ bàn ghế, giá sẽ là 35.000. Chiều dài của chổi thì nguyên phần cước này là vào 15 cm, và phần dài của chổi thì vào khoảng là gần 30 cm nhá, 30 cm. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác hai cái mẫu khò ga này. Bỏ cái phần đồng vào đây luôn. Hai mẫu khò ga này. Đấy, đây, ba mẫu khò ga của bên em luôn. Đó, thì con khò đồng này sẽ là 80.000 này. Đấy, con khò đồng này thì về nhà các bác phải tự tự mồi lửa nhá. Còn lại là dòng này là dòng đánh lửa này. Con màu trắng này sẽ là 50.000. 50 à? 40. Con màu trắng 50.000, còn con khò đại này thì sẽ là 100.000 nhá. Con khò đại 100.000. Còn con khò đồng sẽ là 80.000, ba mẫu khò ga của bên em. Tiếp theo thì sẽ là con lấy dây tai này. Đây nó sẽ là con lấy dây tai có đèn luôn. Con này thì giá của nó sẽ là đi 60.000 cho con lấy dây tai có đèn như này. Đấy, nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái cây gắp này, một cây gắp như này nhá. Một cây gắp như này này. Đấy, một cây gắp có đèn luôn, các bác có thể đưa vào các cái vị trí này. Đấy, lỗ tai này, đấy, chiếu sáng vào lỗ tai nhá. Rất tiện ích luôn. Đó, có đèn nhá. Có đèn. Và kèm thêm cho các bác là một cái lấy dây tai có thêm hai đầu lấy nữa này, có hai đầu lấy nữa về nhà các bác lắp vào. Giá sẽ là 60k nhá. Lên thì em nó sẽ là lấy dây tai đèn, giá sẽ là 60.000 thì cái lấy dây tiền tai đèn như này, 60k này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái nạo lưỡi nhá. Nạo lưỡi này, con này thì sẽ là giá thanh lý cho các bác, giá cực tốt luôn, 10k trong cái nạo lưỡi như này thôi. Giá thanh lý cho các bác là 10k. Con này thì các bác rất nên dùng, tại vì dùng nó rất là tiện ích luôn nhá. 10k trong cái nạo lưỡi như này. Đấy, các bác dùng để mình nạo lưỡi này, rất là tiện ích luôn. Giá sẽ là 10k này. Tiếp theo thì con kìm xanh này. Đấy, kìm bấm xanh như này, kìm bấm xanh như này. Các bác có thể dùng để mình bấm móng tay này, hoặc là bấm linh kiện điện các kiểu, con nào đều được luôn. Đó, kìm bấm xanh. Con này thì giá của nó sẽ là 15.000 nhá, 15.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác một số cái mẫu dao của bên em này. Đấy. Một số mẫu dao của bên em. Đầu tiên nó sẽ là con dao thái lỗ này. Con thái lỗ. Đấy, con thái lỗ như này, con này chiều dài của dao là đi 19 cm và chiều dài tổng thể là 30 cm. Bản của nó là 17 nhá, bản của nó là 17. Riêng các cái dòng dao này thì siêu bén rồi, dòng dao này thì siêu bén rồi nhá. Con thái lỗ này thì sẽ là 120.000. Em test dọc giấy thử cho bác xem nhá, siêu bén luôn con này. Đấy, con này là con thái lỗ nhá, con thái lỗ. Con này sẽ là 120.000 này, 120.000 con thái lỗ như này. Tiếp theo là con dao thái đức này. Con thái đức này, con này cũng siêu bén luôn. Con này thì để nó búp xuống để ngừa lên này. Con thái đức này, con này thì khá 130.000 nhá. Chiều dài của dao sẽ là đi 38 cm, rất dài luôn, dùng để bổ dưa hấu thì rất là ngon, thái lọc phi lê này. Bản của dao là 5 cm và chiều dài của lưỡi là 24 cm. Con này thì cũng là dòng siêu bén luôn đó nhá, siêu bén luôn. Đó. Nói chung là dao đều là dao siêu bén hết, 130.000 này. Tiếp theo là đến con dao dao vuông này. Đấy, con dao vuông này. Con dao vuông. Đấy, con dao vuông như này. Con này sẽ là 180.000 con dao vuông như này. Bỏ anh con nhọn ra đây luôn. Đấy, con này sẽ là 180.000 con này. Đấy, 180.000. Đây. Đấy, 180.000. Con này sẽ là hàng của Nhật nhá. Hàng của Nhật. Hàng của Nhật. Con này thì dài là 30 này, bản là 6 này và chiều dài của lưỡi là 18 nhá, 18. Con này thì các bác lên cho em là dao vuông nhá, dao vuông 180.000 này, 180.000 con dao vuông như này. Tiếp theo thì con dao nhọn này, lên cho em là dao nhọn này. Đấy, cũng của thương hiệu Wabo luôn, hàng siêu bén cho bác luôn. Con này thì cũng bén như con kia thôi. Đấy, bén như con kia thôi. Đấy, dòng này của nó thì siêu bén rồi, các bác có thể dọc được cả dây bóng luôn. Đấy, nó cũng giống như con kia thôi, rất là bén, dọc dây bóng thoải mái các bác này. Đó, con này thì các bác lên cho em là dao nhọn nhá, dao nhọn siêu bén luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 175.000, 175.000 cho cái mã dao nhọn như này, 175.000 dao vuông dao nhọn này. Tiếp theo là con dao chặt đứt này, dao chặt đứt giá của nó sẽ là 150.000, 150.000 cho con chặt đứt như này. Đấy, con này thì cũng siêu bén luôn, dao chặt nhưng mà cũng có thể dọc giấy thoải mái các bác này. Đấy, dọc giấy thoải mái luôn nhá. Đó, bản khá là dày luôn, nặng thì khoảng từ 3 đến 4 lạng, khá là dày dẫn chắc chắn nhá. Hàng của thương hiệu Winling Made in Germany. Đó, con này thì sẽ là 150.000 nhá. 150.000 cho con dao chặt đứt như này. Đấy, tiếp theo thì con dao G49 nhá, cũng 150.000 luôn. Lên mã giúp cho em là G49 nhá, 150.000. Đấy, 150.000 cho con G49 như này. Đây.
Đấy, con này thì nó sẽ là của Nhật, made in Japan này. Nó made in Japan của Nhật, còn con kia là của Đức nhá. Siêu bén luôn các bạn này. Đấy, rất là bén luôn. Rất bén luôn các bạn này. Đó, rất đẹp nhá. Đấy, hai con này thì kích thước nó cũng na ná như nhau thôi. Đấy, con chặt Đức và con G49 này thì kích thước đều như nhau. Đấy, con chặt Đức này thì dày hơn một chút. Đấy, một con này của Đức, một con này của Nhật, đều là 150.000 nhá. Các bác lấy con nào thì lấy, kích thước nó như nhau. Đấy, kích thước nó như nhau thôi. Em sẽ đo thử một con cho bác xem này. Thì lưỡi là 17 này, bản lưỡi là 9 này và tổng chiều dài là 30. Đấy, cơ bản là như vậy nhá. Thì con này các bác lên tem là dao G49, giá sẽ là 150.000 này. G49 150.000. Đấy, còn con này thì các bác lên cho em là dao chặt Đức, giá sẽ là 150.000 luôn, 150.000 này. Tiếp theo thì sẽ là bộ ba dao này. Em lên cho bác nút con dao chặt đi. Con này là dao chặt 1 cân nhá. Con này thì nặng 1 cân này, dao chặt 1 cân, hàng cũng của Nhật đây, made in Japan này. Đó, dao chặt 1 cân của Nhật. Con này thì giá của nó sẽ là 230.000 bên em bao ship nhá. Nặng 1 cân, chặt xương trâu xương bò thoải mái luôn, chặt xương trâu xương bò các loại xương thoải mái luôn. Con này thì giá của nó sẽ là 230.000 cho một con như này, 230.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái con dao gọt này. Đấy, dao gọt này. Thì các bác lên cho em là dao gọt 3 nhá, dao gọt 3. Con này thì giá của nó sẽ là 70.000. Còn con gọt 2 này thì sẽ là 80.000. Đó, hai con. Dòng dao gọt này thì nó đều là dòng siêu bén rồi, đều là dòng siêu bén rồi các bác nhá. Đấy, đây. Con này nó sẽ là con gọt 3 này, con gọt 3 đây nhá, gọt 3 đây. Siêu bén luôn các bác nhá. Đấy. Dao này của nó thì siêu bén luôn các bác. Đây, siêu bén luôn. Con này thì nó đã bị dùng rồi, còn đây hàng mới tinh đây. Đấy, đây. Siêu bén luôn các bác này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Dao siêu bén luôn này các bác này. Đó, các bác thấy không? Rất là bén các bác nhá. Rất là bén luôn các bác thấy không? Đó. Thì con này các bác lên cho em là gọt 3, giá của nó sẽ là 70.000 nhá. Con gọt 3 này là 70.000 này. Đấy, còn con gọt 2 này thì cũng siêu bén luôn. Con gọt 2 này thì cũng siêu bén luôn nhá. Siêu bén luôn. Con gọt 2 này thì sẽ giá của nó sẽ là 80.000. 80.000 cho con gọt 2 như này. Đấy, 80.000 cho gọt 2 như này. Ngoài ra thì có con dao vàng đây. Các bác lên cho em là dao vàng nhá, dao vàng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đi các bác lên cho em là dao vàng này. Đấy, siêu bén luôn. Con này thì giá của nó sẽ là 20k. Lên mã giúp cho em đó là dao vàng nhá. Dao vàng sẽ là 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con dao SA78 nhá, SA78. Con này thì hàng siêu bén rồi. Dao dày mình hàng siêu bén cho bác luôn, Colombia của Mỹ, SA78. Con này thì chiều dài của nó sẽ là đi 30. Phần lưỡi này là 18 nhá, bản của nó là 4 cm. Đấy, cực kỳ dày luôn. Chiều dày của nó là khoảng gần 5 ly nhá, gần 5 ly, rất dày luôn. Đó. Dao thì nó cũng là thuộc một cái dòng dao khá là bén các bạn này. Đấy. Mình dày nhưng mà dao rất là bén luôn. Đó, Colombia. Con này thì giá của nó sẽ là đi con SA78 này bao nhiêu đây? 300.000 nhá. 300.000 cho con SA78 như này. Hàng siêu bén cho các bác luôn. Đấy, 300k. Lên mã giúp cho em đó là SA78 nhá, SA78, giá sẽ là 300.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con đồng hồ vôn kế. Đồng hồ vôn kế nhá. Đấy. Con này thì các bác có thể đo vôn kế, đo ampere, đo các cái chỉ số đều ok hết. Về nhà thì các bác cứ thế là mình sử dụng thôi. Đó. Lắp các bác về các bác cứ thế là sử dụng thôi. Đây. Đấy. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ ba dao cán gỗ nhá. Con nhỏ này thì sẽ là 70.000 này. Con con nhỏ này là 40.000 này. Con tức là con gọt này, các bác lên cho em là gọt gỗ, con này sẽ là 40.000 này. Con thái gỗ này thì sẽ là 80.000 này. Và con dao chặt này thì sẽ là 180.000 này, 180.000. Còn các bác mua combo thì bên em bán cho các bác 3 con nhá. 3 con giá chỉ là 260.000 cho 3 con dao như này thôi. Hàng thì siêu bén luôn. Đấy các bác theo. Đây. Nguyên con dao chặt mà em còn dọc vào giấy như này thì các con khác đều ok hết nhá. Siêu bén cho các bác luôn. Đó. Con này thì cũng kích thước như con kia thôi. Con này thì cũng như con hai con kia. Đấy, con này 180.000 nhá. Khá là dày dặn chắc chắn cho bác luôn. 180.000. Đấy, hàng đều của Nhật, Japan, chữ khắc chìm luôn này. Đó, lên cho em là chặt gỗ 180.000. Còn ngoài ra thì hai con kia thì giá sẽ là 80.000 và 60.000. Nếu mua combo thì giá của nó sẽ là 260.000 nhá. Combo 3 con 260.000. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em.
Các số điện thoại của bên em thì bên em ghim ở dưới màn hình, thì các bác có thể xem trực tiếp trên màn hình và alo cho bên em các bác nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về được ít cái bình thủy tinh rất là đẹp luôn nha các bác nhé. Bình thủy tinh bên ngoài thì nó bọc nhựa các bác lên trang là bình thủy tinh. Bên ngoài thì nó sẽ là bọc nhựa đấy, và có nắp đậy cái thứ rất là ngon lành luôn, nắp đậy rất là ngon lành. Cái này thì có giòn các bác nhé, có cái giòn ở đây này, đấy, nó có giòn riêng đàng hoàng để các bác chống nước này. Cái này của nó thì nó là dạng thủy tinh nên các bác dùng nó rất là sạch sẽ an toàn. Các bác có thể dùng để mình đựng ví dụ như là đựng các cái loại như là nước này đấy, rồi là con này thì cái bên ngoài của nó là bằng nhựa nhá, và bên trong của nó là một cái lớp thủy tinh như này và nắp có giòn đàng hoàng. Các bác dùng để mình đựng nước lọc này, đựng cà phê rồi đựng các loại chất đều ok hết nhá. Đấy, dung tích của nó sẽ là 450 ml nhá. Và con này thì các bác lên trang là bình thủy tinh đấy, bình thủy tinh như này, bình thủy tinh, và bên shop bán giá thanh lý cho các bác, giá chỉ có cho các bác là 20k thôi. Lên cho em là bình thủy tinh, giá sẽ là 20k nhá. Bình thủy tinh này, giá sẽ là 20k cho một con bình thủy tinh như này. Giá rất hạt rẻ hợp lý này. Con này thì các bác dùng để đựng đa di năng luôn nhá. Đấy, lên cho em là bình thủy tinh nhá. Đấy, bình thủy tinh này. Bình thủy tinh này. Bình thủy tinh giá của nó sẽ là 20k một chiếc nhá. 20k một chiếc. Đấy. Thì con này các bác có thể dùng để đựng đa di năng được luôn. Muối, mắm, mì chính, tiêu, điều, các loại nước uống đều ok hết nhá. Cái dòng thủy tinh như này thì mình dùng nó rất là an toàn và sạch sẽ. Các bác biết rồi, thủy tinh nó là một cái chất liệu cực kỳ là an toàn rồi. Dung tích là 450 ml, các bác có thể dùng đựng muối, mắm, mì chính, hạt tiêu, rồi nói chung là các loại thực phẩm hoặc là đựng nước uống đều ok hết. Nó sẽ là một con bình thủy tinh đa di năng nhá. Đấy, muối, mắm, mì chính, tiêu, điều rồi đựng nước uống, cà phê, cà pháo đều ok hết chứ không phải nguyên đựng nước không. 450 ml mặc định của nhà sản xuất nhá. Giá sẽ là lên theo là bình thủy tinh, giá sẽ là 20k một chiếc nhá. 20.000 một chiếc thôi. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là chổi lăn bụi nhá, con lăn bụi nhá, con lăn bụi. Đây nó sẽ là một cái con lăn rất là tiện ích luôn. Đó. Con này thì giá sẽ là 25.000, 25.000 một bộ sản phẩm như này, sẽ kèm cho các bác là đây nó sẽ có cho các bác là đây là cái con lăn của nó này. Đấy, con lăn đây. Thì về nhà các bác bóc con này ra cho em này, sau đó thì mình bóc cái phần đây, bóc cho em cái phần lớp cái băng dính này ra này. Đấy, ở đây sẽ có một cái lớp băng dính này. Đấy, có một cái lớp băng dính đây. Các bác bóc ra. Đấy, bóc ra sau đó thì các bác lắp vào con lan cho em, lắp vào con lan nhá. Đấy, lắp vào con lan. Đây. Đấy con lan đây. Bác đậy cho em cái nắp này vào này. Nó sẽ có cho các bác là 3 miếng nhá, 3 miếng. Đây nó sẽ có sẵn một miếng cùng với cái chổi này rồi. Và các bác có thêm là hai con nhá, hai con nữa, tổng là 3 con nhá, tổng là 3 con. Mỗi con này thì nó sẽ có cho các bác là 60 miếng nhá, 60 miếng một con. Đây. Đây các bác trông nó rất sạch luôn này, em chỉ lăn này. Đấy. Đây. Đấy. Em lăn một tí là cái bụi nó sẽ dính vào đây rồi này, các bác này. Đấy. Thì các bác có thể lăn lăn giường, lăn đệm, lăn thảm này, các bác thấy không? Đây. Đấy chỉ lăn một tí là nó sẽ dính đầy vào như này rồi. Sau đó thì khi nó dính đầy xong thì các bác lại bóc đi cho em này. Đấy. Thì mỗi con này nó sẽ có cho các bác là 60 miếng nhá, 60 miếng. Đấy, các bác thấy không? Đây. Cái lớp bụi nó sẽ dính vào đây này. Đấy, bụi nó dính vào đây các bác thấy không? Đấy, rất tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là con lăn nhá. Đấy, con lăn bụi. Giá thì bên shop thanh lý cho các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Chỉ có cho các bác là đi 25.000 thôi. 25.000 một bộ như này. Bao gồm sẽ bao gồm cho các bác là đi sẽ bao gồm cho các bác là đi một bộ như này, một bộ ba con lăn như này nhá. Đấy, ba con lăn và một cái chổi như này. Đó, lên nha là con lăn bụi 25.000. Tiếp theo một cái món 25.000 nữa đó là bàn chải của Nhật nhá. 1 2 3 4 5 6 chiếc, 25.000 cho 6 chiếc bàn chải này. Đấy, 25.000 cho 6 chiếc bàn chải. Dòng này của Nhật chuyên chống viêm nướu với loại đau lợi chảy máu trên răng, 25.000. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái các bác lên cho em là bàn chải giặt quần áo nhá. Đấy bàn chải giặt quần áo này, 15.000 một chiếc bàn chải giặt quần áo như này. Rất là tiện, 40.000 3 chiếc, 15.000 một chiếc bàn chải giặt quần áo. Lên cho em là bàn chải giặt quần áo 15.000. Tiếp theo thì nó sẽ là con tẩy lồng giặt nhá. Tẩy lồng giặt một hộp này của nó sẽ là 12 miếng, mỗi tháng các bác cho vào một lần cho em. Một hộp này của nó là 12 viên. Đấy, mỗi tháng các bác cho vào một lần cho em đây. Cho cái viên này vào, ném vào trong lồng giặt, sau đó các bác bật cái chế độ tẩy lồng giặt lên cho em.
viên tẩy lồng giặt 25.000 một hộp 12 miếng, mỗi tháng dùng một lần cho em. Tiếp theo là cái tẩy xanh nhé, chuyên để tẩy xoong nồi đây. Đấy, nó sẽ là cái phần kem trắng như này, các bác đưa vào để mình tẩy xoong nồi, vệ sinh xoong nồi rồi vành bánh xe ô tô đều ok hết nhá. 25.000 cho một hộp tẩy xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn đây. Các bác lên mã giúp cho em, đó sẽ là một con đèn thần tài nhá, 60.000. Đấy, 60.000. Con này thì dùng rất là đơn giản thôi, nó dùng bằng sạc pin, thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đây. Đấy, đậy nắp lại này, bật lên này, bật cho em công tắc này lên này. Sau đó thì các bác thổi này, thổi hoặc gõ là nó không lên này. Thổi nó tắt này, thổi nó lên này, và có điều chỉnh chiết áp luôn nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 60k. Lên cho em là đèn thần tài 60.000 các bác nhá. 60.000 cho con đèn thần tài như này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái máy đo huyết áp nhá. Con này sẽ là 160.000 cho con máy đo huyết áp như này. Con này chuyên đo huyết áp, đo nhịp tim nhá. Đo huyết áp, đo nhịp tim. Đây các bác. Đó. Thì về nhà các bác có thể sử dụng con này kia, nó rất là tiện ích nhá. Đó, đây. Đây, cái nguồn của nó này, các bác bật nguồn lên này, lắp pin vào này. Đấy, các bác lắp cho em là 4 quả pin con thỏ nhỏ vào đây nhá. 4 quả pin con thỏ nhỏ vào đây. Đó, sau đó thì mình sử dụng thôi. Con này chuyên đo huyết áp, đo nhịp tim rất là tốt luôn. Giá sẽ là 160.000. Bác nào chuyên hay bị huyết áp cao thấp thì các bác dùng con máy này cho em rất là tiện nhá. Chuyên đo huyết áp, đo nhịp tim. Giá sẽ là 160.000. Đấy, 160.000 cho con máy đo huyết áp như này. Đây chính là máy đo huyết áp 160.000. Tiếp theo thì em lên được các bác cái dây thít nhá. 25.000 một bịch, nó sẽ có cho các bác là kích thước của nó là 20, 25 và 30. 20, 25 và 30. Đấy, 25.000 một bịch, giá bằng nhau nhá. 25.000 cho một bịch như này, giá bằng nhau. Đó. Tiếp theo thì sẽ là cái đèn trợ sáng nhá. Đèn trợ sáng con này sẽ là 40.000 một chiếc. Đèn trợ sáng các bác chuyên dùng để mình lắp vào cho xe máy hoặc xe đạp điện, 12, 24 đều được hết. Đèn trợ sáng 40.000 một chiếc nhá. 40.000 chiếc đèn trợ sáng như này. Dầu nóng Hàn Quốc này, con này cũng sẽ là 40.000 nha. 40.000 cho 40.000 cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là dầu nóng Hàn Quốc, giá của nó sẽ là 40k cho một lọ như này. Hàng siêu nóng luôn, siêu nóng luôn, các bác dùng thì rất là tốt luôn. Hàng made in Korea nhá, dầu nóng Hàn Quốc 40.000. Tiếp theo thì sẽ là cái dầu gió Singapore nhá. Dầu gió Singapore. Đấy, 40.000 cho một hộp như này. Một dây của nó sẽ là 12 hộp. Một dây là 12 hộp thì giá của nó sẽ là đi 480.000 cho một dây 12 hộp nhá. Đấy, 450.000 cho một dây 12 hộp, còn mua lẻ thì sẽ là 40.000 một hộp này. Đấy, hàng thì hàng của Singapore này các bác này. Đấy, made in Singapore. Đó, đây. Đây các bác nhá. Đó, dầu gió Singapore. Rất xịn sò và chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây. Made in Singapore các bác nhá. Đó, đây. Made in Singapore này. Tiếp theo thì nó sẽ là cái tai nghe của iPhone nhá. Tai nghe của iPhone. Con này thì sẽ là 150.000. 150.000 cho con tai nghe iPhone như này. Khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là nguyên siêu, nguyên tai, nguyên kiện như này nhá. Hàng của iPhone các bác nhá. Hàng nguyên siêu, nguyên tai, nguyên kiện này. Con lành cành đào cho các bác luôn. Hàng thương hiệu iPhone. Nguyên cái đóng hộp của nó là các bác đã thấy là chất lượng hàng của iPhone. Và California nhé, California. Hàng này thì nó sẽ là sản xuất ở tại Nhật nhé. Đấy, hàng của iPhone và sản xuất ở Nhật thì các bác yên tâm sử dụng rồi. Giá sẽ là 150.000. Các bác có thể kết nối với các cái hệ điều hành như là Android rồi là các kiểu con này đều được luôn. Đây, made in Japan con này. Đó, đây, made in Japan nhé. Đấy, bao gồm hai con tai nghe như này, rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây. Đấy, có kèm cho các bác một cái dây sạc nhá, kèm một cái dây sạc luôn. Đó, hàng của thương hiệu iPhone California. Đó, 150.000 tai nghe iPhone. Kích điện lên 220 này, kích điện lên 220. Các bác có thể kẹp bình 12, bình 24 đều hết để sử dụng. Kẹp bình 12, 24 để mình sử dụng quạt điện này hoặc là các cái thiết bị khác đều ok nhá. Giá sẽ là 175.000 cho con kích điện như này. Đấy, nhang trầm này. Nhang trầm một hộp này của nó thì sẽ là 100 vòng. Một hộp này 100 vòng, giá chỉ có 40 cành thôi. Một hộp 100 vòng như này luôn, 100 vòng nhá. Đấy, 100 vòng. Nhang trầm tự nhiên siêu thơm luôn. 40.000 một hộp như này, 100 vòng. Tiếp theo là cái bông ngoái tai. Một bịch này của nó, một hộp này của nó sẽ là đi 200 chiếc nhá. Một hộp này là 200 chiếc bông ngoái tai như này. Hàng kháng khuẩn rất là tốt luôn. 200 chiếc, một hộp 200 chiếc. Giá sẽ là 20k nhá. 20k một hộp bông ngoái tai như này các bác này, 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chổi gạt kính nhá. Đấy, chổi gạt kính. Đấy, chổi lau kính. Giá sẽ là 20.000 một chiếc này.
20.000 một chiếc. Đấy, các bác lau kính, lau bàn, lau ghế, các bác chỉ cần xịt ra gạt đi này cho em là xong. 20.000 một chiếc nhá. Lên cho em là chổi lau kính, giá sẽ là 20.000 một chiếc, 20.000 một chiếc. Tiếp theo thì sẽ là dao. Đấy, dao thì sẽ là con dao con này các bác lên cho em là dao Wattbo nhá. Đấy. Lên cho em là con dao gọt. Con này thì các bác lên cho em là dao gọt 2 nhá, gọt 2. Siêu bén cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là gọt 2 này. Đấy, gọt 2. Đấy, siêu bén luôn. Lên cho em là gọt 2, con này sẽ là 80.000, hàng của thương hiệu Wattbo nhá. Đấy, Wattbo. Lên cho em là gọt 2, con này giá của nó sẽ là 80.000 nhá. Tiếp theo thì con lên cho em là dao gọt Đức nhá. Dao gọt Đức, con này cũng siêu bén luôn. Đấy, siêu bén luôn các bác này. Đấy, dọc giấy bóng như không luôn. Lên cho em là gọt Đức nhá. Đấy, con này thì đấy, lô này về thì nó sẽ là hàng của Nhật này. Đây, đấy, made in Japan này. Đấy, nhưng mà em vẫn gọi theo tên là gọt Đức nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 70.000, gọt Đức 70.000. Tiếp theo thì sẽ là cái bộ lưỡi kem, 55.000 cái bộ lưỡi kem như này. Đấy. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một bộ của nó sẽ bao gồm cho các bác là đi 30 lưỡi kép như này nhá. 30 lưỡi lưỡi kép như này và một bàn cạo một hộp kem. 30 lưỡi kép, một bàn cạo một hộp kem. Giá là 55.000 nhá. 55.000 cái bộ lưỡi kem như này. 55.000. Tiếp theo thì sẽ là cái tẩy viên viên giặt xả nhé, viên giặt xả. Đấy, đây nó sẽ là một bịch như này, một một viên này của nó là 5 trong 1 luôn, giặt xả tẩy trắng các kiểu con là điều luôn. Giá của nó sẽ là 55.000 nhá, 55.000. Đấy, một túi này của nó thì được khoảng 30 viên nhá, 30 viên tức là được 30 lần giặt và mỗi lần giặt thì được từ 3-5 cân quần áo nhá. Tiếp theo thì cái dụng cụ gắp nóng nhá, gắp nóng các bác chuyên dùng để mình gắp bát đĩa, kẹp xong kẹp nồi đều ok hết nhá. Một cái dụng cụ gắp nóng như này, giá của nó sẽ là 50.000. Đấy thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái kẹp đĩa và một cái kẹp bát. Cái này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Lên cho em là dụng, lên cho em là gắp bát đĩa 50.000 nhá. Tiếp theo thì một con bơm 2T cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây. Ngoài ra thì bên shop có cái kẹp nóng nhá. Đấy, cái kẹp nóng như này. Kẹp nóng như này thì con này sẽ là 30.000. Con này là 30.000 các bạn. Đấy, con này thì các bác dùng đa di năng luôn để mình con kia là gắp nóng, còn cái này là để cái này các bác lên cho em là kẹp. Đấy, kẹp nóng như này, kẹp nóng như này. Đó. 30.000. Con này thì các bác dùng để mình chiên rán xào mình có thể lật này. Đấy, dùng đa di năng luôn. Con này thì giá của nó sẽ là đi 30.000 nhá. Lên cho em là gắp nóng, gắp nóng con này thì sẽ là 30.000. Còn kia con kia là gắp bát đĩa. Đấy. Con này sẽ là 30.000 nhá. Bơm 2T hàng của thương hiệu Santalay của Nhật này. Santalay made in Japan, hàng của Nhật. Con này thì giá của nó sẽ là 230.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. 230.000, bao ship tận nhà. Đấy, thân bơm cực kỳ là ngon luôn, hàng nội địa của Nhật, made in Japan. Đấy, made in Japan, Santalay made in Japan nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là một cái nồi lẩu của Asaka. Đấy, nồi lẩu của Asaka như này. Con này thì dung tích của nó sẽ là đi nồi lẩu Asaka. Dung tích của nó khá lớn luôn. Đây. Đấy. Dung tích là 3,5 lít này, điện 220 này, công suất là 1.300W. Ăn lẩu, chiên rán, xào nấu đều ok hết. Hàng này nó sẽ là cái hàng nó liền ấy luôn. Đấy. Nồi liền với lại nồi liền với bếp luôn, nồi liền bếp luôn. Đây. Đấy. Nguyên đai như kiện thế này và nồi thì liền với bếp nhé. Về nhà các bác có thể thoải mái chiên rán xào nấu đều được hết. Vung kính cường lực có một khay hấp như này. Đấy. Vung của nó là vung kính cường lực như này nhá. Đấy. Nồi của nó là nồi chống dính nhá. Nồi chống dính như này. Các bác dùng để chiên rán xào nấu đều được hết nhá. Rất là dày luôn. Nồi rất dày các bạn. 3 lít rưỡi. Vung kính cường lực tha hồ thoải mái cho các sử dụng nhá. Giá thì rất hợp lý rồi. Chỉ có cho các bác là 390.000 nhá. Đấy. 390.000. Bên em bao ship đến tận nhà. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh thì quên cho em xin một nút like. Đấy, cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái chảo chiên ngập dầu nhá. Con này thì giá 100 cành thôi. Con này thì nó không có vung đâu, nó chỉ có một chảo và một cái một chảo chống dính như này và một cái khay đỡ như này nhá. Các bác chiên rán nem rồi nói chung là đồ là linh tinh thì các bác đặt lên đây cho em. Đó. Lên cho em là chảo chiên ngập dầu nhá. Con này có trắng đá chống dính luôn. 20 cm. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây. 100k chảo chiên ngập dầu. Đó, bỏ đi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con đèn mang sông nhá. Đấy, cũng 100.000 luôn, con đèn mang sông này. Đấy, đây. Con này thì có chiết áp điều chỉnh này,
điều chỉnh sáng tối ở đây. Đấy, chất liệu bằng nhựa và rất là xịn sò luôn. Các bác có thể để ngoài trời để trang trí decor. Đấy, có điều chỉnh sáng tối nhá. Con này thì cắm sạc nha, về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đấy, công tác điều khiển ở đây. Đó, rất xịn sò luôn. Con này thì giá sẽ là 100k nhá. 100k này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn bắt muỗi này, đèn bắt muỗi đen 120.000, có công tắc bật như này, khi các bác bật lên thì cái đèn hồng ngoại nó sẽ lên và nó sẽ thu hút cái con muỗi nó bay vào nhá. Đó, 120.000, rất là tiện ích luôn. Muỗi nó bay vào và nó sẽ chập như là kiểu cái vật muỗi ấy. Ngoài ra thì nó có chức năng đèn ngủ luôn. Đấy, các bác chỉ cần là bật lên cho em là xong. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con tựa lưng nhá. Con này thì giúp cho các bác tựa lưng là chống đau lưng rất là tốt luôn. Đấy, thì con này nó sẽ có cho các bác một cái miếng mút như này và có các cái cấp độ ở đây. Các bác về các bác lắp vào cho em. Đấy, có các cấp độ ở đây các bác này. Đấy, các cấp độ ở đây, về nhà các bác lắp vào cho em. Đó, lắp vào sau đó thì lắp vào, sau đó thì mình nằm tựa lưng vào đây cho em. Đấy, đây nó sẽ có các cái hạt bi như này để giúp cho các bác massage này. Đấy, đây cái này các bác đặt vào đây này. Đó, đây. Thì ở đây nó sẽ có các hướng dẫn các tư thế này. Đấy, cổ, vai, gáy này. Đấy, bắp tay, bắp chân đều ok hết nhá. Giá thì sẽ là 50k thôi. Lên mã giúp cho em đó là tựa lưng nhá. Giá sẽ là 50k. 50k như cái tựa lưng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái mũ các bác lên mã giúp cho em đó là mũ lông nhá. Cái này nó có lông như này, lên cho em là mũ lông. Mũ lông thì bao tiền đấy? Phương ơi. Đây em sẽ độ cho. Mũ lông. Đây. Độ vào rất là ngon không? Đấy. Đấy. Hả? Đấy, giá sẽ là 105.000 cái mũ lông như này các bác nhá. Ở đây nó sẽ có lông này, chùm xuống này. Đây nó có thêm cho các bác một cái khẩu trang nữa này. Đấy. Các bác cần đeo khẩu trang thì mình đeo vào, không đeo khẩu trang thì mình có thể bỏ ra. Khẩu trang này là mình bấm cúc nhá, cúc bấm vào. Đó, và các bác không đeo thì mình lại dán lên như này cho em. Đấy. Mùa đông thì mình đội con này rất là ngon luôn. 105k nhá. 105.000 cái mũ lông như này. Hàng xịn sò chất lượng mà giá chỉ có 105 cành thôi. 105.000 cái mũ lông như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ kìm nhá. Đấy, đồng hồ kìm. Con này thì các bác đo kìm, đo ampere, đo vôn kế, đo nhiệt kế đều ok hết nhá. Đồng hồ kìm. Đấy, đo đây kẹp kìm ở đây này, kẹp kìm ở đây. Đo kìm, ampere kế, vôn kế, nhiệt kế đều ok hết. Giá sẽ là 230.000, 230.000 bác ship tận nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái mã bật lửa nhá. Đầu tiên nó sẽ là bật lửa đồng hồ. Đấy. Con này là bật lửa đồng hồ. Giá của nó sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho con bật lửa đồng hồ như này. Đấy. Tiếp theo thì nó sẽ là con bật lửa la bàn là 101 nhá. Bật lửa la bàn là 101 này. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là con bật lửa ngọc này. Đấy, bật lửa ngọc con này sẽ là 120. Đấy. 130 nhá, 130. Con la bàn này là 101 à? La bàn này là 120 này. Đấy. Còn con bật lửa đồng hồ này thì sẽ là 100 này, 120, 130 và 100. Đó. Đấy thì con này nó sẽ là bật ở đây này. Đấy, con này về nhà các bác tự bơm ga nhá và bật lên có đèn này. Bật lửa đồng hồ 100.000 này. Đấy, bật lửa la bàn này. Con này thì thêm một chức năng là la bàn này, khui bia này, cài móc khóa này. Đó, và khi các bác bật thì bật ở đây cho em này. Đó, bật ở đây cho em. Đây. Đấy. Có cả la bàn, có cả bật lửa luôn. Đấy, khui bia, bơm ga ở đây, về nhà các bác tự bơm ga. Còn con này thì sẽ là bật lửa viên ngọc nhá. Con này thì nó sẽ là về nhà các bác cho xăng thơm mà cho em. Đấy, có sẵn đá rồi, xăng thơm mà nhá. Con này 130 này, con này 120 này và con này 100 này, bật lửa đồng hồ 100, bật lửa la bàn 120 và bật lửa ngọc 130. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là cái con đèn tinh dầu đuổi muỗi này. Đấy. Con này nó sẽ là đèn có sẵn tinh dầu và đuổi muỗi luôn. Đấy. Đèn tinh dầu đuổi muỗi như này. Nó sẽ là 1 2 3 4 lọ tinh dầu và một cái đèn. Giá sẽ là 120.000. Đèn tinh dầu đuổi muỗi 120.000 các nhá. 120.000 cái đèn tinh dầu đuổi muỗi như này. Tiếp theo sẽ là cái bộ điều khiển quạt nhá. Đấy. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một con chip như này và một cái điều khiển như này, về nhà các bác đấu vào các cái chân số này vào cái công tác cho em. Đó. Giá chỉ có 50 cành thôi. 50 cành, về nhà các bác lên TikTok các bác gõ là đấu điều khiển quạt là nó sẽ ra. Các loại quạt các bác có thể điều khiển ở đây được nhá. Rất là tiện luôn. Đấy, điều khiển ở đây nó rất là tiện, các bác không cần phải đứng dậy bật tắt nó mất công. Nhỏ gọn tiện ích. Lên cho em là điều khiển quạt 50.000 nhá. Đó. Tiếp theo thì là hai loại đồng hồ này. Đồng hồ LED cũ này, đồng hồ LED cũ là 140.000 này và đồng hồ LED mới là 110.000. Đấy thì hai mẫu đồng hồ LED như này các bác nhá. Đó, đây. Con này thì đồng hồ LED mới này thì 110.000 thì nó to hơn
Và con này thì nó số nó sẽ theo cái hình khung này. Đấy. Còn con LED cũ này thì nó sẽ là mặt trắng gương nhá. Mặt trắng gương và nó nảy số đúng như trên hình như này. Đấy. Mặt của nó trắng gương và nó nảy số như trên hình này con này, mặt trắng gương. Con này thì nhỏ hơn, 140.000. Đấy. Đều là điện tử hết nhá. Về nhà các bác cắm vào cái chân USB nhà mình nhá. Cắm cho em vào cái chân USB nhà mình. Tiếp theo thì nó sẽ là con vòi vàng. Con này thì các bác có thể điều khiển zig zag này. Đó, zig zag như này rất là tiện ích luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu vòi như này. Đấy, đầu vòi này có thể xoáy điều chỉnh thì các bác tưới rau rồi rửa rồi bơm, nói chung là đa di năng luôn. Đấy, rất là tiện nhá. Lên theo là vòi vàng. Con này giá của nó sẽ là 35.000 cho con vòi vàng như này. Tiếp theo thì sẽ là cái đèn pin cảnh sát Nhật nhá, đèn pin cảnh sát Nhật. Đấy, nó sẽ là một đèn một cáp sạc như này. Con này thì hàng đa chức năng luôn. Đó. Có còi hú này, có la bàn này. Đấy. Tiếp theo thì có cổng sạc vào cho điện thoại này. Đấy, có đầu phá kính này, rồi có nam châm hít này, đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, đây. Rất sáng luôn các bác nhá, rất sáng luôn. Đó. Và có cả cho các bác là các bác cứ giữ lì là nó sẽ có cả đèn bên hông này. Đấy. Giữ lì thì nó sẽ ra đèn nhấp nháy cảnh báo này. Đó, để khi mất an toàn thì các bác có thể bật lên. Đó, rất tiện ích luôn. 180.000 đèn pin cảnh sát Nhật, 180.000. Tiếp theo thì sẽ là một cái bộ 5 khay inox siêu mỏng, 50.000, tính ra trị giá vào 10.000 một chiếc. Khay nào thì nắp đấy luôn, có khay có nắp đàng hoàng, giá là 150.000 nhá. 150.000 cho cái bộ 5 khay inox này, 150k các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dầu gội phủ bạc nhá, dầu gội phủ bạc, chung là nhuộm tóc đen, đấy, gọi là nhuộm tóc đen. Nhưng mà cái này thì nó là hàng xịn, nên nó là khi dầu gội và khi các bác gội vào thì nó sẽ giúp cho các bác là làm bạc tóc, làm cho tóc đen trở lại nhá. 280.000, hàng nội địa của Nhật này, hàng nội địa của Nhật, made in Japan các bác này, đó, made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Ở đây thì nó sẽ là bao gồm cho các bác là một cái lọ dầu gội như này, đấy, một dầu lọ dầu gội một lượt, các bác chỉ cần lắp và trải cho em là xong, đó. Và cái bộ dụng cụ đầy đủ cho các bác luôn. Giá thì sẽ là 280.000. Đầy đủ combo cho các bác. Đầy đủ combo cho các bác luôn. Một dầu gội này. Đấy. Một lọ dầu gội đầy đủ như này. Nữ thì gội được 5-7 lần. Nam thì khoảng trên dưới 10 lần. Đó. 350ml nhá. 280.000. Tiếp theo là túi đồ nghề mini. Giá sẽ là 100.000 cái túi đồ nghề mini như này. Đấy. Có quai sách, quai đeo đàng hoàng. Kích thước chiều dài thì vào khoảng là 30. Đấy, chiều rộng thì vào khoảng là 10, chiều cao thì vào khoảng 15. Nhỏ gọn, các bác có thể dùng để mình đựng đồ nghề mini rất là ngon luôn. Túi đồ nghề mini 100.000. Đó. Tiếp theo là găng tay lao động thì một bịch của nó sẽ là 12 đôi và giá sẽ là 70.000, còn mua lẻ thì sẽ là 5 đôi là 40.000 nhá. 5 đôi là 40.000. Đó. Lên theo là găng tay lao động nhá. Các bác dùng để nhặt cỏ, nhặt rau. Nói chung là dùng đa di năng được luôn. Tiếp theo là bộ bài vàng nhá, bộ bài vàng. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái bộ bài rất là ngon như này nhá. Đấy, chất liệu của nó thì bằng nhựa này, bằng nhựa như này. Đấy, rất là bền luôn. Các bác có thể gấp và cũng vô tư luôn đấy nhá. Gấp và không bị gì này. Đấy, các bác thấy không? Đó, chống nước rất là tốt luôn. Bộ bài vàng như này, giá thì sẽ là 35.000 cho cái bộ bài vàng này. Cầm bộ này để chơi. Tiếp theo là nước hoa khách sạn này. Nước hoa khách sạn, giá thì sẽ là cầm tắt lên để chơi. Giá sẽ là 30.000 cho một hộp nước hoa khách sạn như này. Rất là thơm luôn. Các bác có thể bỏ nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, khách sạn, phòng ăn, phòng ngủ đều ok hết nhá. Đó, mùi hương của nó tỏa ra rất là thơm luôn. 30.000 cho một hộp nước hoa khách sạn như này thôi. 30k các bác nhá. Máy đánh trứng 80.000. Đây là một con máy đánh trứng rất là tiện ích luôn. Sử dụng pin 16850. Các bác có thể dùng để đánh trứng, pha cà phê, pha ngũ cốc, pha các loại hạt đều ok hết nhá. Các bác chỉ cần lắp vào đây cho em này. Đấy, lắp vào đây cho em. Nó có cái lẫy các bác đẩy vào cho em. Đó. Bật lên. Đấy, đánh trứng, pha cà phê. Đấy, các loại hạt đều ok hết nhá. Đó. Rất là ngon lành luôn. Giá thì rất hợp ý nhá. Chỉ có cho các bác là đi 80.000 cho con máy đánh trứng này thôi. 80.000. Người cần luôn để dùng. Tiếp theo thì bộ móng hồng nhá. Đấy, bộ ví hồng. Ví hồng nên nó sẽ là một cái bộ móng tay. Nên em gọi tên nó là ví hồng. Con này là 50.000, bao gồm cho các bác là ba cắt móng này, lấy khóe, rồi nói chung là đa di năng đầy đủ cho các bác luôn. Giá của nó sẽ là 50.000 nhá, 50.000 cho cái bộ ví hồng như này. Ngoài ra thì bên shop có một cái loại cao cấp hơn một chút, đó là cái bộ ví xanh nhá. Ví xanh thì nhiều chi tiết hơn, đầy đủ hơn. Giá sẽ là 100. Đấy, ví xanh này là 100.
ví xanh này là 100 này các bác này. Đấy, ví xanh này sẽ là 100.000. Rồi còn ví xanh như này. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Đó, đây. Con này thì to hơn, đẹp hơn, đầy đủ hơn, nhiều chi tiết hơn. Giá sẽ là 100k cho con ví xanh này nhá, có cả mài gót chân, nạo gót chân luôn. Đấy, ví xanh 100 này. Tiếp theo thì nó sẽ là con tô vít đa năng 5 trong 1, 8 trong 1 luôn. Tô vít đa năng 8 trong 1. Giá là 80k. Có các đầu tô vít như này, đầu nhọn có, đầu dẹt có nhá. Đấy, đầu nhọn, đầu dẹt đầy đủ hết này. Đấy, các bác chỉ cần là dùng một con tô vít thôi mình đã xử lý được tất cả các công việc rồi. 8 trong 1 luôn. Đó, đây. Giá là 80.000 nhá, 80.000. Tiếp theo thì xịt giảm đau. Đấy, đây nó sẽ là một con xịt giảm đau như này. Đó, xịt giảm đau như này. Giá thì rất hợp lý, 150.000, giúp giảm đau rất là tốt, hàng nội địa của Nhật, đau mỏi cổ vai gáy, đau chân tay. Giá là 150.000 các bác nhá. Rồi ok.